Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong video hôm nay chúng tôi sẽ điểm lại các tin tức và sự kiện nổi bật trong tuần qua bằng một video tổng hợp và xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Tấn công dồn dập, hai bên ăn miếng trả miếng. Chiến trường trong những ngày cuối và đầu năm mới đã diễn ra khá khốc liệt khi mà Nga đồng loạt mở các đợt tấn công trên nhiều mặt trận. Phía Nga xác nhận đã tấn công ở khu vực Krasnaya và giao tranh tiếp tục diễn ra dọc tuyến Kupian. Svatovo Kermenaya. Nga cũng đã mở rộng vùng kiểm soát ở ngoại ô làng Bodanovka và phía tây bắc của Kromov. Cả hai ngôi làng này đều nằm ở phía tây bắc Mút. Tuy nhiên, các kênh quân sự của cả hai phía đều xác nhận rằng Nga đang hoạt động tích cực nhất gần Adipka, mặc dù cuộc chiến tại đây vẫn luôn khó khăn. Nga đã mở các cuộc tấn công vào sườn phía bắc Adipka và khoảng 1 phần 3 làng Stepove đã nằm dưới sự kiểm soát của họ. Bên cạnh đó thì Nga cũng đã chiếm giữ một vị trí ở phía bắc của Vodianope. Theo hướng Zaporozhye, Nga cũng đã tiến vào khu vực giữa làng Vebove và Robotine, mở các cuộc tấn công về phía đông bắc của Novopokoka và phía tây của Vebove. Nhưng mà trong những ngày qua thì sự kiện đáng chú ý nhất chính là Ukraine đã phát động một cuộc tấn công tàn khốc bằng bom chùm và các loại đạn dược khác ở vùng Belgorod của Nga, khiến ít nhất 24 người bị thiệt mạng và 131 người bị thương. Cuộc tấn công này được cho là đòn đáp trả của Kiev sau khi phía Nga mở các cuộc không kích ồ ạt vào dạng sáng ngày 29 tháng 12 nhắm vào các mục tiêu quân sự của Ukraine. Có một điều là Ukraine đang tấn công vào các mục tiêu dân sự ở ngay trung tâm thành phố. Đạn pháo đã rơi xuống quảng trường nhà thờ, trung tâm mua sắm, dạp chiếu phim, trường đại học, khu liên hợp thể thao v.v. Nói cách khác, chính quyền Kiev đã bắn phá vào những nơi đông người chứ không phải là các cơ sở quân sự hoặc công nghiệp. Và để đáp trả lại, Nga vào ban đêm đã phát động một cuộc tấn công vào Kharkov, khiến cho nhiều tòa nhà bị hư hại, trong đó có khách sạn Kharkov Palace nằm ở trung tâm của thành phố. Phía Nga tuyên bố rằng địa điểm này là trụ sở bí mật của Tổng cục Tình báo Quốc phòng, là nơi mà Kiev đang lên kế hoạch tấn công Begorov và cũng là nơi trú ngụ của lính đánh thuê nước ngoài. Trong khi đó, thì phía Ukraine chính thức xác nhận có phóng viên nước ngoài đã bị thương. Ngay sau đó, Ukraine tấn công trung tâm thành phố Donetsk, nơi đang chuẩn bị các bữa tiệc đón mừng năm mới, Chính quyền Danes thông báo có 4 người chết, trong đó có một số phóng viên quân sự người Nga. Cũng vào ngày 31 tháng 12, Nga đã phóng hàng loạt các UAV vào đêm giao thừa trên khắp Ukraine, bao gồm có Kiev, Zitomir, Chernihiv, Sumy, Odessa và thành phố Lviv. Trong suốt ngày đầu năm mới thì Ukraine đã bị UAV của Nga tấn công gần như cả ngày không nghỉ. Chiến dịch tấn công bằng UAV này chỉ kết thúc vào lúc chiều tối và Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine công bố con số kỷ lục 90 UAV Gheran đã tấn công nước này ngày hôm qua. Bình luận về cuộc tấn công bằng UAV, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố mục tiêu là phá hủy các cơ sở hạ tầng của các sân bay Ukraine, nơi họ đang cất giữ các máy bay phóng tên lửa hành trình Storm Shadow. Có thông tin cho biết rằng một nhà máy sản xuất UAV cũng đã bị tấn công ở Chukwuev thuộc Kharkov. Tóm lại, chỉ trong 3 ngày cuối năm, cả Nga và Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công leo thang nghiêm trọng. Tuy nhiên, với những diễn biến xảy ra trong vài ngày qua thì giới quan sát nhận định rằng năm 2024 này người Nga rất có thể sẽ tập trung vào việc phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự và quốc phòng của Ukraine thay vì là hạ tầng năng lượng. Các cuộc không kích gia tăng mạnh mẽ trong những ngày gần đây cho thấy lực lượng phòng không Ukraine đã không thể đánh chặn được tên lửa và máy bay không người lái của Nga, mặc dù phương Tây đã tăng cường khả năng phòng thủ cho họ. Do đó, các tờ báo lớn của phương Tây cũng đã đưa ra dự báo ảm đạm về điều này. The New York Times vào hôm 30 tháng 12 cho biết, cuộc không kích của Nga vào hôm 29 tháng 12 đã đè bẹp hệ thống phòng không của Ukraine. Nó cho thấy rằng Nga học được cách vượt qua hệ thống phòng thủ này một cách tốt nhất và thực hiện các cuộc tấn công nghiêm trọng, gây tổn thất lớn cho quân đội đối phương. Trong khi đó, The Telegraph dẫn lời các chuyên gia viết rằng phòng không Ukraine sẽ không thể đẩy lùi được tất cả các cuộc tấn công mùa đông của Nga. Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ phải lựa chọn những mục tiêu nào cần được bảo vệ do họ không có đủ tên lửa đánh chặn và nguồn cung cấp của phương Tây cũng đang cạn kiệt. CNN thì viết, hy vọng chiến thắng của Ukraine đang mờ dần trước sự hỗ trợ suy yếu của phương Tây và bộ máy quân sự hùng mạnh của Nga. Rõ ràng rằng trong bối cảnh này thì Kiev đang phải che giấu những thất bại và bất lợi bằng cách tấn công sâu hơn vào lãnh thổ của đối phương, nhưng đồng thời lại cũng kích động Nga đáp trả bằng các đòn đánh mạnh mẽ hơn. Đánh trả mạnh mẽ, thêm một trụ sở của lính NATO bị phá hủy Việc lực lượng Ukraine tấn công các mục tiêu dân sự ở Begorov cho thấy rằng chính quyền Kiev đang không thể thực hiện được những phản ứng ăn miếng trả miếng thông thường do thiếu đi các phương tiện cần thiết để trả đũa trên quy mô lớn. Việc chính quyền của Tổng thống Zelensky sử dụng tên lửa mang đầu đạn bom chùm để tấn công vào các mục tiêu đô thị có đông dân cư sinh sống là bằng chứng cho thấy họ có ý định giết càng nhiều người Nga càng tốt. Điều này đã được Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia xác nhận tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an vào hôm 30 tháng 12 vừa qua, rằng các cuộc tấn công vào dân thường Nga là minh chứng cho nỗi thống khổ mà chế độ Tổng thống Zelensky đang xa lầy trong khủng hoảng, vô luật pháp, tham nhũng và hoài nghi. Trong cơn tức giận bất lực, đã tìm cách giết càng nhiều người Nga càng tốt để làm hài lòng các ông chủ phương Tây của họ. Rõ ràng rằng, vụ pháo kích mới nhất ở Belgorod cho thấy bộ sậu của ông Zelensky đang đặt kỳ vọng rằng nếu như giết càng nhiều người Nga thì sẽ càng duy trì được sự ủng hộ của công chúng trong nước. Đặc biệt, nó xảy ra trong bối cảnh cuộc phản công vào mùa hè đã thất bại, viện trợ phương Tây bị cắt giảm, nội bộ sâu xé và một đợt huy động gây phẫn nộ đang diễn ra ở Ukraine. Một nguồn tin cho biết, chính Tổng thống Zelensky đã đích thân ra lệnh tấn công pháo kích ở Begrov. Đơn giản là vì ông ta cần một vụ trả đũa trong khả năng của mình để khiến cho người Nga phải mất tinh thần trong dịp năm mới. Đồng thời, ngầm gửi đi một thông điệp cảnh báo điện Kremlin rằng Ukraine sẽ có một danh sách dài các mục tiêu dân sự ở biên giới và nước này sẵn sàng tấn công bất cứ khi nào người Nga làm điều tương tự. Tuy nhiên, điều đó đã có tác dụng ngược. Những cuộc tấn công của Kiev chỉ làm củng cố thêm quyết tâm của Moscow trong việc phi quân sự hóa, phi phát xít hóa quốc gia này. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia đã lập tức cáo buộc các nước phương Tây là đồng lõa trong vụ tấn công, đồng thời cảnh báo rằng những kẻ gian dựng vụ tấn công này sẽ bị trừng phạt. Ông cũng tuyên bố cứng rắn rằng Ukraine và các nước bảo trợ phương Tây sẽ phải đón nhận tin xấu nhất sắp tới. Ông nói như sau, các kế hoạch quân sự của chế độ Kiev hoàn toàn thất bại. Vì vậy, hãy chờ đợi tin xấu nhất sắp tới cho mình và cả những người đang ủy quyền thông qua Ukraine. Bất kể các gói hỗ trợ tài chính và quân sự mới cho Zelensky và băng đảng của ông ta có được phê duyệt ở Washington hay Bruxelles hay không, thì điều này cũng sẽ chỉ trì hoãn sự đau đớn của chế độ ông ta, nhưng sẽ không thể ngăn chặn được điều đó. Rõ ràng rằng Ukraine càng tạo ra nhiều mối đe dọa thì Nga sẽ càng đáp trả gay gắt hơn. Cú đánh trực diện bằng tên lửa chính xác cao của Nga nhắm vào tòa nhà trước đây là nơi đặt khách sạn Kharkov Palace là câu trả lời ngay lập tức của Nga. Theo phía Nga thì tòa nhà này có tới 200 lính đánh thuê nước ngoài đang trú ngụ và họ đang chuẩn bị cho một đợt tấn công khủng bố xuyên biên giới khác. Tức là người Nga đã tiêu diệt những kẻ lên kế hoạch tiếp tục tấn công Begrov. Các cảnh quay đã ghi lại khoảnh khắc tên lửa tấn công vào khách sạn này. Vậy là kế hoạch tặng món quà tiếp theo cho Điện Kremlin vào đầu năm mới đã bị phá sản, bởi vì các đòn đáp lễ từ phía Nga đã nhắm vào các cơ sở và quan chức quân sự. Giới quân sự Nga nhận định, vụ tấn công vào khách sạn Kharkov này sẽ nhiều khả năng ngăn chặn được kế hoạch chiếm giữ một số vùng đất Nga của Kiev. Nhưng mà dù vậy, nó vẫn không thể loại trừ hoàn toàn việc Ukraine tiếp tục chuẩn bị cho các cuộc tấn công khủng bố xuyên biên giới tiếp theo. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia cũng nói rằng Moscow ngạc nhiên trước sự im lặng của tổng thư ký liên hợp quốc Antonio Guterres trước vụ tấn công vào dân thường nga ở Belgorod xét cho cùng thì ukraine càng thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào thường dân nga mà không có bất kỳ một lời chỉ trích nào từ các quốc gia phương tây thì những nước trung lập sẽ càng có nhiều cơ hội và lý do để ủng hộ nga trong cuộc chiến này có thể nói rằng vụ pháo kích mới nhất vào Belgorod đã phản tác dụng đối với Kiev và cả đồng minh phương tây tối hậu thư của ông Putin liệu có thể tấn công quảng trường Kiev. Ngày đầu năm mới, Tổng thống Putin đã đến thăm Bệnh viện Lâm Sàng Trung ương quân đội Vinevsky. Không chỉ vậy, tại đây ông còn có cuộc trò chuyện với các quân nhân bị thương trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Cuộc trò chuyện thẳng thắn với những câu hỏi liên quan tới kinh tế quân sự của nước Nga. Ông Putin đã trả lời câu hỏi của một quân nhân liên quan tới cuộc tấn công của Ukraine vào Begrov vào hôm 30 tháng 12. Ông đã trực tiếp gọi vụ tấn công này là hành động khủng bố khi mà Kiev nhắm mục tiêu vào dân thường. Ông ấy nói như sau. Tất nhiên, đây là một cuộc tấn công khủng bố. Chúng tôi có nên đáp trả vụ việc này hay không? Tất nhiên là chúng tôi có thể. Chúng tôi có thể tấn công các quảng trường ở Kiev và bất kỳ thành phố nào khác. Có những đứa trẻ đang đi dạo ở đó. Những bà mẹ đẩy xe nôi. Tôi hiểu, mọi thứ đang sôi sục đối với tôi. Tôi muốn hỏi bạn rằng chúng ta có cần phải làm điều này hay không? Đáp lại câu hỏi của Tổng thống Putin, binh sĩ Nga giải thích rằng anh ta không nói về các cuộc tấn công trả đũa vào dân thường Ukraine mà cho rằng phía nga cần phải đánh một đòn vào các cơ sở hạ tầng quốc phòng của ukraine một lần và mãi mãi tổng thống putin đã trả lời rằng những cú đánh đáp trả đang được áp dụng rằng nga đang tấn công bằng vũ khí có độ chính xác cao vào trụ sở nơi tập trung quân ukraine và điểm tập kết lính đánh thuê nước ngoài ông nói như sau trước hết đối với các cơ sở quân sự chúng tôi đang thực hiện những cú đánh khá nhạy cảm các bạn sẽ sớm thấy tin tức về những vụ tấn công như vậy xuất hiện và chúng ta sẽ làm điều đó vào ngày mai bạn biết đấy, mục đích mà Ukraine đang làm là gì? Là họ muốn đe dọa chúng ta và tạo ra một số loại bất ổn cho đất nước của chúng ta. Nhưng, về phần mình, chúng ta sẽ gia tăng các cuộc tấn công mà tôi đã đề cập. Không còn nghi ngờ gì nữa, không một tội ác nào chống lại dân thường mà lại không bị trừng phạt. Như vậy thì có thể thấy, ông Putin đã công khai tuyên bố rằng các cuộc tấn công vào Ukraine sẽ được tăng cường trong thời gian tới. Tổng thống Putin xua tan sương mù chiến tranh có thể nói rằng, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đang bước vào giai đoạn mới. Ông Putin đã vén màn sương mù chiến tranh và gợi ý về những gì có thể xảy ra trong tương lai. Trong bài phát biểu mang tính bước ngoặt tại Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Quốc gia vào hôm 19 tháng 12, Nga đã chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến ủy nhiệm của NATO ở Ukraine. Đối với Tổng thống Putin, đây là thời điểm chiến thắng mà ông không có lý do gì để che giấu sự thật ở Ukraine. Trong khi đó, Đối với Tổng thống Biden thì sương mù chiến tranh tiếp tục sẽ là công cụ hữu ích để che đậy cuộc bầu cử quan trọng sắp tới, nơi mà ông ta đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai cho mình. Bài phát biểu của Tổng thống Putin toát lên một tâm trạng phấn chấn. Nền kinh tế Nga không chỉ lấy lại đà tăng trưởng trước năm 2022 mà còn tăng tốc hướng tới cột mốc 3,5% vào cuối năm 2023. Nó được đánh dấu bằng việc thu nhập và sức mua của hàng triệu người cũng như là mức sống ngày càng gia tăng tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức thấp nhất mọi thời đại. Và Nga đã đẩy lùi các lệnh trừng phạt của phương Tây cũng như những nỗ lực nhằm cô lập nước Nga trên trường quốc tế. Ông nhấn mạnh rằng đây là cuộc chiến mà Nga chưa bao giờ mong muốn tham gia, nhưng lại bị NATO kích động. Trọng tâm của vấn đề là phương Tây từ lâu đã coi Ukraine là một dự án địa chính trị để nhằm vào Nga. Ngày nay, ngay cả khi thất bại đang hiện rõ không thể chối cãi thì ưu tiên của phương Tây là buộc Nga phải đồng ý ngừng bắn mà không có bất kỳ một nghĩa vụ địa chính trị hoặc là chiến lược đảm bảo nào từ NATO. Điều này có nghĩa là phương Tây để ngỏ cánh cửa tái vũ trang cho quân đội Ukraine đã kiệt sức bằng cách biến họ thành một đội quân không chính thức của NATO. Nhưng Nga sẽ không rơi vào cái bẫy của phương Tây lần thứ hai. Không có gì ngạc nhiên khi bài phát biểu của Tổng thống Putin đặc biệt nhấn mạnh đến việc thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng Nga nhằm đáp ứng bất kỳ một yêu cầu cấp bách nào về quân sự có thể phát sinh. Và đến cuối bài phát biểu, tổng thống putin cũng đề cập đến các sách lược chính trị quân sự trong hoàn cảnh hiện tại về mặt quân sự nga sẽ đẩy mạnh cuộc chiến tranh tiêu hao nhằm dồn quân đội ukraine vào ngõ cụt chiến lược để suy yếu tiềm năng kinh tế và gây tổn thất quân sự đồng thời thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng nga ở quy mô có thể cân bằng được sức mạnh trước bất kỳ một rủi ro quân sự nào đến từ nato về mặt chính trị trong phần cuối bài phát biểu của mình ông putin khẳng định nga quyết tâm đòi lại những vùng lãnh thổ lịch sử rộng lớn từng thuộc về mình không chỉ có vậy Ông cũng đề cập tới những vùng lãnh thổ phía Tây Ukraine từng thuộc về các quốc gia khác. Ông nói như sau, có nhiều người sống ở miền Tây Ukraine mà tôi biết chắc chắn rằng 100% họ muốn trở về quê hương lịch sử của mình. Những quốc gia đã mất lãnh thổ này, chủ yếu là Ba Lan, đều mơ ước có lại được chúng. Có một điều thú vị là ông Putin đã phủi tay khỏi bất kỳ một tranh chấp lãnh thổ nào có thể nảy sinh giữa Ukraine và các nước láng giềng phía đông hiện nay là thành viên của NATO. Tổng thống Putin nói như sau, Lịch sử sẽ đặt mọi thứ vào đúng vị trí của nó. Nước Nga sẽ không can thiệp, nhưng mà chúng tôi sẽ không từ bỏ những gì thuộc về mình. Mọi người nên biết về điều này. Những người ở Ukraine có thái độ tích cực đối với Nga, ở châu Âu và Hoa Kỳ. Nếu như họ muốn thương lượng thì hãy để họ làm như vậy. Nhưng mà chúng tôi sẽ chỉ làm điều đó dựa trên lợi ích của chúng tôi. Ông Putin kết luận rằng sức mạnh quân sự sẽ quyết định tất cả. Điều đó giải thích tại sao Nga đang tập trung vào một lực lượng vũ trang mạnh mẽ đáng tin cậy, được trang bị tốt và có động cơ phù hợp. Nó được hỗ trợ bởi một nền kinh tế mạnh mẽ và sự ủng hộ của người dân Nga. Nhiều khả năng, Nga sẽ tiến xa hơn về phía Tây tới Dnipro trong những tháng tới, vượt xa bốn vùng lãnh thổ Luhansk, Donetsk, Zaporizhia và Kherson. Trong trường hợp không có bất kỳ một thỏa thuận thương lượng nào, Nga có thể sẽ chọn đơn phương kiểm soát nốt các khu vực phía nam Ukraine mà về mặt lịch sử là một phần của Nga. Có lẽ nó sẽ bao gồm Odessa và toàn bộ bờ biển đen hoặc là Kharkov ở phía bắc của vùng Donbass. Nga cũng dự kiến khả năng chiến đấu của lực lượng Ukraine giảm mạnh trong thời gian tới và quân đội của họ đang gặp khó khăn trong việc tuyển tân binh. Điều đó có nghĩa là trong năm tới thì cán cân lực lượng ở mặt trận sẽ thay đổi đến một lúc nào đó mà hệ thống phòng thủ của Ukraine bắt đầu sụp đổ. Những thành tựu gần đây của Nga tại Soleda, Bakhmut, Adipka, Marinka cũng đã chứng minh được sự thay đổi trong cán cân lực lượng giữa hai đội quân. Sự thay đổi này sẽ còn tăng tốc hơn nữa khi mà tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga đang hoạt động tối ưu và Nga đang triển khai ồ ạt các loại vũ khí mới. Hàng chục quả bom hạng nặng được thả xuống mỗi ngày. Và tương tự như vậy, việc sử dụng đạn pháo dẫn đường chính sách Krasnopol, thế hệ mới càng ngày càng gia tăng. Trong khi đó, Ukraine lại phải đối mặt với sự sụt giảm nguồn cung vũ khí và còn phương Tây thì lại bị sao nhãng bởi cuộc khủng hoảng ở Trung Đông và căng thẳng xung quanh Đài Loan. Và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những bước đi mới của Nga trong năm mới 2024 này. Nga tấn công Kiev bằng 100 tên lửa. Thủ đô Kiev đã bị tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu thanh của Nga tấn công vào sáng ngày hôm qua trong một loạt cuộc tấn công lớn tiếp theo nhắm vào các thành phố khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và khoảng 130 người khác bị thương. Một ngày trước đó, thì Tổng thống Putin tuyên bố rằng sẽ tăng cường tấn công Ukraine nhằm trả đũa cho vụ tấn công xuyên biên giới lớn vào Bekorov vào hôm 30 tháng 12, khiến ít nhất 24 người Nga thiệt mạng, bao gồm cả trẻ em. Tờ New York Times viết rằng cuộc tấn công với khoảng 100 tên lửa, bao gồm cả vũ khí siêu thanh. Đây là loại tên lửa mới nhất tham gia vào cuộc không chiến ngày càng leo thang giữa hai nước này. Tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine là tướng Valery Zaluzhny cho biết rằng quân đội Ukraine đã đánh chặn thành công khoảng 3 phần tư đợt tấn công của Nga. Ông tuyên bố tất cả 10 tên lửa siêu thanh của Nga đã bị phá hủy với sự hỗ trợ của các khẩu đội tên lửa Patriot do phương Tây cung cấp. Tài khoản X có tên Bản đồ cuộc chiến Ukraine đã liệt kê toàn bộ tên lửa và UAV bị Ukraine bắn hạ vào ngày 2 tháng 1, gồm có 10 trên 10 tên lửa Kinzhal, 59 trên 70 tên lửa Kh-101, 3 trên 3 tên lửa Kalif, 0 trên 12 tên lửa đạn đạo, 0 trên 4 tên lửa Kh-31P và 35 trên 35 máy bay không người lái Shahid. Nguồn tin từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine còn báo cáo rằng lực lượng phòng không nước này đã quá tải, hiệu quả đánh chặn giảm từ 70% xuống còn 50%. Vậy mà tướng Zaluzny tự tin tuyên bố rằng nước này đã bắn hạ 100% tên lửa siêu thanh của Nga. Ngoài ra, có bằng chứng là hàng loạt cảnh quay cho thấy hậu quả mà tên lửa Kinzo gây ra đối với kẻ thù. Vậy thì, chúng ta phải hiểu các tuyên bố của tướng Zaluzny như thế nào đây? Rõ ràng là các phát ngôn đầu xuôi đuôi ngược đã khiến cho Kiev tiếp tục làm mất đi uy tín của chính mình. Cũng có một cảnh quay khác đã ghi lại hình ảnh một chiếc tên lửa rơi xuống hồ nước tại Kiev. Nhưng mà đó không phải là tên lửa Kinzo, mà theo đánh giá sơ bộ nó giống tên lửa Iris T của Đức được phóng đi, nhưng do trục trặc đã bị rơi xuống hồ nước. Tổng thống Zelensky nói rằng trong năm ngày qua, Nga đã bắn ít nhất 500 tên lửa và UAV vào Ukraine. Hiện nước này ngay càng phải phụ thuộc nhiều hơn vào hệ thống phòng không do Mỹ cung cấp và đang khẩn cầu đồng minh viện trợ nhiều hơn. Khu vực phía đông bắc Kharkov cũng là mục tiêu trong cuộc tấn công vào sáng ngày hôm qua. Thủ phủ của tỉnh này là thành phố Kharkov, nằm ngay phía nam vùng Begorod của Nga. Chỉ vài giờ sau khi Nga tấn công, Ukraine đã tiến hành cuộc trả đũa với ít nhất 8 tên lửa phóng đi nhắm vào Bekrov. Tất cả những diễn biến trên cho thấy tính chất leo thang nguy hiểm trong cuộc chiến này và dân thường sẽ là đối tượng phải chịu nhiều thiệt thòi nhất. Tiền tuyến thời điểm này hiện đang có phần bế tắc với việc Nga dường như bằng lòng củng cố quyền kiểm soát quân sự của mình tại phần lớn bốn vùng lãnh thổ bị sát nhập ở phía đông và phía nam Ukraine. Trong khi, chính quyền Kiev lại quay sang chiến lược phòng thủ ngăn đạt tiến công của người Nga. Hiện tại, ukraine đang sở hữu vũ khí tiên tiến của phương tây bao gồm tên lửa tầm trung và tên lửa tầm xa cùng với hệ thống phòng không patriot nhưng mà họ lại thiếu trầm trọng đạn pháo và nhân lực tình trạng này có thể dẫn đến sự tuyệt vọng càng ngày càng gia tăng trong giới lãnh đạo kiev đồng nghĩa là nhiều khả năng họ sẽ có thêm các cuộc tấn công xuyên biên giới nhắm vào nước nga kích động leo thang các vụ không kích bằng tên lửa việc ukraine tăng cường các cuộc tấn công xuyên biên giới vào lãnh thổ nga cũng có thể là một phần trong chiến lược cuối cùng của tổng thống zelensky nhằm gia tăng áp lực chính trị lên Tổng thống Putin trong thời điểm tiền bầu cử này. Nhưng mọi toan tính của ông ấy có vẻ như là không chính xác, khi mà Điện Kremlin đang phản ứng mạnh mẽ hơn bao giờ hết bằng các đòn cánh tên lửa. Kết quả là tương lai về một hiệp định hòa bình sẽ càng ngày càng xa vời. 2024 sẽ là năm khó nhằn của ông Biden và Zelensky. Tờ Newsweek vào hôm 30 tháng 12 cho biết, chính quyền của ông Biden là bên ủng hộ nhiệt thành cuộc chiến của Ukraine và giờ đây Tổng thống Biden đang liên hệ với từng nghị sĩ cứng rắn đại diện cho phe Cộng hòa, trong đó có J.D. Vance, nhằm thuyết phục họ chấp thuận dự luật tài trợ mới nhất của ông. Về phần mình thì Thượng nghị sĩ Vance cho biết Ukraine có thể đổi đất lấy hòa bình với Nga để kết thúc chiến tranh. Theo ông này thì việc chính quyền Kiev kỳ vọng đòi lại cột mốc biên giới năm 2022 là phi lý và ảo tưởng, đồng thời cho biết lợi ích tốt nhất của Mỹ là yêu cầu chính quyền Kiev phải nhượng lại một số lãnh thổ cho người Nga để kết thúc cuộc chiến này. Chúng ta cũng cần phải lưu ý là Hạ viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát đã không chấp thuận dự luật tài trợ 106 tỷ USD của ông Biden. Sau cuộc không kích quy mô lớn của Nga hôm 29 tháng 12, Tổng thống Biden đã lợi dụng sự leo thang chiến tranh ở Ukraine để một lần nữa kêu gọi quốc hội phải nhanh chóng thông qua viện trợ cho Kiev. Tổng thống Biden tuyên bố rằng trước cuộc tấn công tàn bạo này ukraine đã triển khai các hệ thống phòng không mà hoa kỳ cùng các đồng minh đã chuyển giao trong năm qua để đánh chặn và tiêu diệt thành công nhiều tên lửa và máy bay không người lái người dân mỹ có thể tự hào rằng chúng ta đã cứu giúp nhiều sinh mạng ukraine tuy nhiên trừ khi quốc hội có hành động khẩn cấp trong năm tới chúng tôi sẽ không thể tiếp tục gửi tới đây những vũ khí và hệ thống phòng không quan trọng để giúp cho người ukraine bảo vệ người dân của mình quốc hội phải đẩy mạnh và hành động ngay lập tức Tuy nhiên, có vẻ như là lời kêu gọi thống thiết của Tổng thống Biden vẫn chưa thể lay chuyển được các đảng viên ở Cộng Hòa. Thượng nghị sĩ Vance nói rằng, điều chúng tôi muốn nói với Tổng thống và với toàn thế giới là ngài cần nói rõ tham vọng sắp tới là gì, số tiền đó làm gì được cho Ukraine. À? Tất nhiên, nghị sĩ Vance không phải là tiếng nói đơn độc trong đảng Cộng Hòa. Tại Hạ Viện, các thành viên khác cũng đang nỗ lực ngăn cản viện trợ vì họ đã chứng kiến một số lượng đáng kể vũ khí gửi tới Kiev. Nhưng lại chẳng có một tia hy vọng nào về việc Kiev giành chiến thắng. Đang nói là trong khi thúc giục quốc hội phê duyệt gói tài trợ để bảo vệ an ninh cho Ukraine, thì Tổng thống Biden lại đang gây rủi ro cho an ninh chính nước Mỹ bằng cách mở toang cửa cho người Trung Quốc nhập cư bất hợp pháp, ồ ạt tràn vào đất nước này. Từ đây, Lee Kohler vào hôm 2 tháng 1 cho biết, thông qua email dò dỉ của Cục Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ, Chính quyền ông Biden bắt đầu từ tháng 4 năm 2023 đã đơn giản hóa đáng kể quá trình kiểm tra nguồn gốc người nhập cư bất hợp pháp từ Trung Quốc. Email được gửi tới cho khoảng 500 cảnh sát tuần tra biên giới kèm theo bản hướng dẫn của Cục Hải quan Mỹ nhằm giảm triệt để số lượng câu hỏi thẩm vấn người di cư Trung Quốc bị bắt sau khi vượt biên trái phép vào nước này, từ khoảng 40 câu xuống chỉ còn 5 câu. Bản hướng dẫn này được đưa ra khi mà tình hình an ninh tại biên giới Mỹ chứng kiến số lượng người vượt biên trái phép đạt mức kỷ lục. Theo cựu sĩ quan tuần tra Karel, thì sự thay đổi chính sách này đã đẩy nhanh thời gian xử lý những người nhập cư bất hợp pháp từ Trung Quốc, dẫn đến việc nhiều người có lý lịch nguy hiểm được phép thâm nhập vào Mỹ. Viên sĩ quan này nói như sau: "Tôi tin rằng chính quyền của ông Biden nhận ra mối đe dọa từ quân đội và gián điệp Trung Quốc đang tràn vào nước Mỹ và họ muốn cố gắng xác định danh tính của những cá nhân này. Tuy nhiên, chính phủ đó không muốn ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp hoặc công dân Trung Quốc." Trong 8 năm qua, kể từ khi Donald Trump bước ra tranh cử vào năm 2016. Truyền thông dòng chính Mỹ đã đổ vấy rằng Trump là con rối của Nga thông qua những lời tuyên truyền dối trá do giới tinh hoa đảng Dân Chủ bịa đặt. Nhưng chính gia tộc Biden lại được cho là đang nhận hàng triệu đô la từ các thực thể Trung Quốc. Do đó, Tổng thống Biden dường như đang làm lợi cho Trung Quốc bằng cách tạo cơ hội cho dòng người di cư bất hợp pháp ồ ạt tràn vào nước Mỹ và gây ra rủi ro cho an ninh quốc gia. Trong khi đó, tờ Politico vào hôm 2 tháng 1 cho biết Tổng thống Biden khởi đầu năm 2024 với những thuận lợi mà bất kỳ một tổng thống nào cũng phải ghen tị. Đó là nền kinh tế Mỹ đang phát triển với tốc độ ổn định, lạm phát đã giảm xuống, tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp và đối thủ của ông là Donald Trump đang quay cuồng với 91 cáo buộc nghiêm trọng trong bốn cáo trạng riêng biệt. Tuy nhiên, tờ này cũng cảnh báo rằng chính quyền của ông Biden có thể sẽ phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng trong năm bầu cử, đó là vấn đề về Ukraine, Trung Đông và Đài Loan. Về phần Ukraine, Tờ này cảnh báo rằng Kiev có thể thua trong cuộc xung đột vào nửa đầu năm 2024 và mọi kết quả đều sẽ phụ thuộc vào việc Quốc hội Mỹ có thông qua gói viện trợ quân sự bổ sung cho nước này hay không. Politico nhận định nhiều khả năng đến cuối tháng 1, cựu Tổng thống Donald Trump cũng có thể được đề cử làm ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa. Do đó, ông và các nghị sĩ Cộng Hòa sẽ đồng loạt thúc đẩy kết thúc chiến tranh bằng cách tạm dừng viện trợ cho Ukraine. Trong khi ấy, châu Âu không có đủ dự trữ vũ khí, đạn dược và năng lực sản xuất để bù đắp cho sự thiếu hụt này. Xung đột Ukraine không chỉ thách thức chính sách đối ngoại duy nhất mà Tổng thống Biden phải đối mặt trong năm nay, mà mối đe dọa leo thang xung đột ở Trung Đông và kết quả cuộc bầu cử ở Đài Loan vào giữa tháng 1 cũng sẽ quyết định liệu một cuộc khủng hoảng lớn tại eo biển Đài Loan có xảy ra hay không. Và chính quyền Tổng thống Biden đối phó như thế nào với Trung Quốc? Chưa hết, một NATO mở rộng hơn với nhiều biến động cũng đang gây ra các vấn đề rắc rối cho Mỹ. Cú bẻ lái bất ngờ Thổ Nhĩ Kỳ chặn tàu chiến của Anh vào Biển Đen Có thể nói rằng việc tranh luận về tư cách thành viên NATO của Ukraine đã từng gây sóng gió trong nội bộ các thành viên NATO giữa một bên ủng hộ và một bên phản đối Nhưng ngay cả trong các thành viên NATO chính thức thì cũng có những bất đồng nghiêm trọng đặc biệt là sự nổi loạn của Thổ Nhĩ Kỳ Mới đây, Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối cho hai tàu ra soát min của Anh đi qua eo biển nước này để tiến vào Biển Đen Điều này tiếp tục gây ra căng thẳng giữa Ankara và các nhà lãnh đạo NATO. Văn phòng truyền thông của Tổng thống Erdogan tuyên bố rằng các đồng minh có liên quan của chúng tôi đã được thông báo hợp lệ rằng các tàu săn mìn do Vương quốc Anh tài trợ cho Ukraine sẽ không được phép đi qua eo biển Thổ Nhĩ Kỳ để đến với Biển Đen, chừng nào chiến tranh vẫn còn tiếp diễn. Việc một thành viên NATO viện dẫn các thỏa thuận quốc tế để chặn một tàu NATO đến trợ giúp Ukraine không gây ngạc nhiệt. Nhưng Điều đó lại khiến cho tình đoàn kết trong nội bộ NATO mong manh hơn bao giờ hết. Có khá nhiều lý do giải thích vì sao Thổ Nhĩ Kỳ ngăn đồng minh hỗ trợ Ukraine. Theo nguồn tin của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ có nối hận thù với Ukraine, đặc biệt là trong vụ bê bối trước đây khi mà ông Erdogan bàn giao các thành viên tiểu đoàn Azov bị bắt làm tù binh ở Mariupol cho Kiev, và việc này khiến cho người Nga rất nổi giận. Cần phải lưu ý là Tòa án tối cao Nga đã công nhận tiểu đoàn Azov là một tổ chức khủng bố, Phía Nga cho biết rằng họ không hề được thông báo về việc thả các tù binh Azov, trong khi ông Erdogan cam kết với Nga sẽ giam giữ các tù nhân này tại Thổ Nhĩ Kỳ. Có thông tin cho thấy Tổng thống Zelensky đã nói dối ông Erdogan rằng vấn đề thả tù binh đã được thống nhất với Moscow. Do vậy, chính quyền Kiev không chỉ lừa dối Nga mà còn dối trá với cả Thổ Nhĩ Kỳ. Vì vụ bê bối này mà Thổ Nhĩ Kỳ đã đánh mất uy tín trước điện Kremlin. Trong khi trước đó, người Nga luôn ưu ái lựa chọn Thổ Nhĩ Kỳ làm bên trung gian hòa giải trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Không những khó chịu với Ukraine, việc Thổ Nhĩ Kỳ gây khó dễ với Anh, cũng như không lắng nghe đồng minh Mỹ mà kết giao với Nga đã khiến cho NATO và cả chính quyền ông Biden vô cùng tức giận. Vụ đóng cửa eo biển ngăn cản hai con tàu của Anh tiến vào Biển Đen một lần nữa cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên bất kham của NATO. Thổ Nhĩ Kỳ tay chơi khó nhằn của cả Mỹ và NATO. Hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ được cho là cái gai trong mắt các quan chức Nhà Trắng lẫn tại Bruxelles. Cần phải lưu ý là truyền thông Anh đã từng kêu gọi trục xuất Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi NATO. Tuy nhiên, không có một quy trình nào để loại bỏ một thành viên NATO như vậy. Vì vậy, mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với NATO giống như là một cuộc hôn nhân đầy cãi vã, nơi mà cả hai đều muốn kết thúc nhưng mà không đủ khả năng để ly hôn. Bởi vì Thổ Nhĩ Kỳ đang sở hữu ba tài sản cực kỳ lớn. Thứ nhất, về mặt địa lý thì Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu eo biển chiến lược Dardanel. Nước này nằm dọc phía Nam Biển Đen, có vị trí như là một cây cầu nối châu Âu và châu Á, giáp với Trung Đông ở phía Nam, Trung Á ở phía Đông và khu vực Kapkaz ở phía Bắc. Trong số những quốc gia giáp Biển Đen, các eo biển của Thổ Nhĩ Kỳ là tuyến đường duy nhất để dẫn tới biển Aegean, địa Trung Hải và các đại dương khác. Thứ hai, về mặt chính trị thì Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia Hồi giáo lớn nhất của NATO và cũng là nhân tố đối thoại hữu ích giữa thế giới phương Tây với các quốc gia Hồi giáo khác. Mối quan hệ chặt chẽ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với nhiều đối tác chủ chốt trên thế giới đã mang đến cho nước này tầm quan trọng chính trị mà một trong đó là vai trò trung gian trong thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Ukraine. Cuối cùng là về mặt quân sự, Thổ Nhĩ Kỳ có lực lượng quân đội lớn thứ hai NATO với kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, và là nơi đặt các căn cứ quân sự của Mỹ cũng như là các hệ thống phòng thủ quan trọng của cả NATO và Mỹ. Ngoài ra, Incirlik được cho là căn cứ không quân trọng yếu nhất được Mỹ sử dụng cho các hoạt động ở Trung Đông. Đây là nơi đóng quân của không đoàn 39 thuộc không quân Mỹ. Căn cứ Incirlik cất chữ nhiều máy bay tiếp liệu trên không như là KC-135 Stentor Tanker. Những máy bay này đã tham gia vào các chiến dịch trên không ở Syria và Iraq. Tại căn cứ này cũng có máy bay trinh sát và máy bay không người lái. Tuy nhiên mọi thứ bắt đầu trở nên phức tạp trong mối quan hệ giữa Ankara và Washington khi mà Ankara đã hai lần đặt hàng mua các hệ thống phòng không S400 của Nga. Điều đó dẫn đến việc Washington hủy bỏ thương vụ mua bán tiêm kích F35 với Ankara. Trong khi đó, Hy Lạp là đối thủ truyền kiếp của thổ Nhĩ Kỳ lại nhận được hai tiêm kích F16 của Mỹ đầu tiên trong tổng số 83 chiếc nhằm nâng cấp phi đội nước này. Vì vậy, Tổng thống Erdogan hoàn toàn có quyền lo ngại Hy Lạp có thể có lực lượng không quân mạnh hơn Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian tới. Ngoài ra có một điều đáng chú ý đó là mặc dù là thành viên của NATO, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ cùng với Hy Lạp lại là đối thủ truyền thống của nhau. Cả hai đã từng huy động hải quân và máy bay chiến đấu để đối đầu nhau ở biển Địa Trung Hải, căng thẳng bắt nguồn từ việc thăm dò khí đốt tự nhiên ngoài khơi đảo Sip và lịch sử đã ghi nhận hai nước từng suýt xảy ra xung đột quân sự vào năm 1987, 1996 và 2020. Trong cuộc xung đột tại Ukraine, ngoài mặt Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp cho Ukraine UAV Bayraktar, được quảng cáo rầm rộ là rất thiện chiến, nhưng mà thực chất chúng lại kém hiệu quả. Trong khi nước này vẫn duy trì và thậm chí là mở rộng mối quan hệ thương mại với Nga, bất chấp mọi lệnh trừng phạt của Mỹ. Vì vậy, cả Mỹ và NATO đều cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã không thực hiện được vai trò của mình trong cuộc chiến chống Nga. Mỹ và NATO cũng bực tức trước viễn cảnh Syria và Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác với nhau thông qua nhà trung gian hòa giải Nga để chống lại những kẻ khủng bố người cớt mà mỉa mai thay lực lượng này lại do Mỹ hậu thuẫn. Trong cuộc xung đột Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối trở thành một trung tâm của Mỹ và NATO để phục vụ việc chuyển quân và tiếp tế vào khu vực Biển Đen. Thay vào đó, ông Biden buộc phải quay sang với Hy Lạp và tăng cường kiểm soát cảng Alexander Boris của Hy Lạp. Cảng này cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ 18 dặm. Và rồi, họ sử dụng cảng này như là một điểm nhập cảnh để gửi hàng tiếp tế tới Ukraine. Những nỗ lực này càng thúc đẩy Thổ Nhĩ Kỳ và Nga xích lại gần nhau hơn đồng thời làm gia tăng khả năng xảy ra xung đột giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Còn nhớ vào cuối tháng 5 năm 2022, Hy Lạp đã hủy bỏ kế hoạch tư nhân hóa cảng Alexanderopolis và nhiều khả năng sẽ dành quyền khai thác cảng này cho quân đội Hoa Kỳ. Quyết định của Hoa Kỳ xây dựng một pháo đài bên ngoài cảng này được đưa ra sau khi Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa eo biển đối với tất cả các tàu chiến muốn tiến vào Biển Đen để tham gia chiến sự tại Ukraine, bao gồm cả tàu chiến của NATO muốn gửi vũ khí cho Kiev qua eo biển này. Và ai cũng hiểu rằng quyết định đóng cửa eo biển của Thổ Nhĩ Kỳ là rất có lợi cho Nga. Điều đó càng làm cho chính quyền Biden thêm phần tức tối. Chính quyền của ông Biden cũng đề xuất với quân đội Hy Lạp thay thế tất cả các thiết bị quân sự do Nga sản xuất bằng các thiết bị quân sự mới do Mỹ sản xuất. Đây là một phần trong kế hoạch chuyển giao S-300 cho Ukraine và sau đó Hy Lạp sẽ nhận lại được các hệ thống phòng không Patriot của Mỹ. Điều này càng khiến cho Thổ Nhĩ Kỳ coi tất cả các động thái của chính quyền Biden ở Hy Lạp không chỉ nhằm vào Nga mà còn nhắm cả vào chính họ và họ lại càng thêm có động lực để gây ra khó dễ cho cả Mỹ và NATO. Có thể nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ là một trong số những đồng minh nổi loạn và khó chịu nhất của Mỹ, EU, NATO, nhưng nó cũng là vì chính quyền ông Biden đã xử lý quá tay trong việc chống Nga trên quá nhiều mặt trận và Thổ Nhĩ Kỳ là một minh chứng về những chính sách đối ngoại sai lầm nghiêm trọng của Washington. Chiến lược hỗn hợp của Nga khiến Ukraine choáng váng có vẻ như là mọi thứ đều đang diễn biến tồi tệ đối với Ukraine. Nga đã bắt đầu khởi động chiến dịch tàn phá các cơ sở hạ tầng trên khắp đất nước này, và ngày hôm qua họ tập trung chủ yếu vào Kiev và Kharkov. Hơn 100 tên lửa đã được sử dụng cùng với nhiều máy bay không người lái. Ukraine tuyên bố rằng Kiev là thành phố được bảo vệ tốt nhất trên thế giới trước các cuộc tấn công trên không và sự hỗ trợ của phương Tây đóng một vai trò rất quan trọng trong việc đó. Hệ thống phòng thủ tên lửa của Kiev được tổ chức theo từng lớp với hàng loạt các hệ thống tên lửa tân tiến và danh tiếng như là Patriot, NASAM, IRIT và hệ thống S-300. Tuy nhiên, ngày hôm qua thì chúng ta đã chứng kiến tên lửa của Nga xuyên thủng hàng phòng thủ của Kiev một cách dễ dàng mà gần như không có một chiếc nào bị bắn hạ. Tất nhiên là Kiev vẫn tuyên bố tỷ lệ bắn hạ trên 90% như thường lệ, đặc biệt là tướng Zaluzny còn tuyên bố đã bắn hạ 10 trên 10 tên lửa siêu thanh Kinzhal. Nhưng mà những cảnh quay chân thực về một chiếc Kinzhal đang lao tới mục tiêu đã xô đổ tất cả những tuyên bố của vị tướng này. Có người sẽ hỏi rằng, bằng cách nào mà chúng ta biết đó là tên lửa Kinzo? Ngoài tốc độ đáng kinh ngạc ra, người ta còn thấy nó có vẻ ngoài khá giống với một tên lửa là Iskander-M trong quá trình lao xuống mục tiêu. Phát ngôn viên của lực lượng không quân Ukraine Yuri Ignat mới đây đã thừa nhận rằng họ chưa bắn hạ được một tên lửa KH-22 nào kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Bởi vì theo ông này thì tên lửa KH-22 bay với tốc độ 4.000 km một giờ, tương đương với Mach 3 tiếp cận mục tiêu chủ yếu theo quỹ đạo đạn đạo và cần phải có các phương tiện đặc biệt để có thể đánh chặn nó. Rõ ràng là một phát ngôn viên có thẩm quyền nhất của Ukraine về lĩnh vực phòng không như là Yuri Ignat đã phải thừa nhận rằng Ukraine không có khả năng tiêu diệt tên lửa Mach 3. Vậy thì, làm cách nào để họ có thể tiêu diệt được 10 trên 10 tên lửa siêu thanh Kinzo có tốc độ Mach 10 tương đương với 12.000 km trên một giờ đây? Cuộc không kích kéo dài trong vòng hơn 3 giờ vào sáng ngày 2 tháng 1 đã khiến cho cảnh báo không kích vang lên trên khắp Ukraine. Nga đã áp dụng một chiến lược hỗn hợp mới mà lực lượng phòng không Ukraine đơn giản là không thể đối phó được. Theo chuyên gia bình luận quân sự Sergei Koliasnikov, thì chiến thuật này được gọi là ba làn sóng, hay còn được gọi là chiến thuật mồi nhử mà chúng tôi đã đề cập. Đầu tiên, người Nga phóng UAV Geran. Tiếp đến đến làn sóng thứ hai thì nó bao gồm tên lửa hành trình và đạn đạo. Và ở làn sóng thứ ba, các loại vũ khí siêu thành sẽ được sử dụng sau khi lực lượng phòng không Ukraine bị phát hiện vị trí. Có tin đồn rằng ngày hôm qua một khẩu đội Patriots đã bị một trong những chiếc kinh rồ này bắn trúng. Rõ ràng rằng, cuộc không kích đã phơi bày sự dối trá trong tuyên bố của giới lãnh đạo Kiev về năng lực thực tế của các hệ thống phòng không NATO. Bằng chứng rõ ràng nhất đó là tên lửa Iris T, vốn được ca tụng của NATO, đã bị trục chặt khi muốn đánh chặn tên lửa của Nga. Cuối cùng, nó rơi xuống một hồ nước ở Kiev. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, Hệ thống tên lửa phòng không của Ukraine chỉ có thể đánh chặn được 23% số tên lửa đang lao tới. Tổng thống Zelensky tuyên bố trong vài ngày qua rằng Nga đã sử dụng 500 tên lửa và UAV để tấn công rộng khắp Ukraine. Vì vậy, nói về tổng số tên lửa, điều duy nhất khiến cho Kiev có thể tự an ủi mình. Đó là sau cuộc tấn công ngày hôm qua thì kho vũ khí của Nga đã vơi xuống một chút. Có điều là, bất chấp truyền thông phương Tây liên tục dự đoán kho tên lửa của Nga sớm cạn kiệt, thì Moscow vẫn tích cực cho ra lò những loại vũ khí mới. Vào tháng 11 năm 2022, Nga chỉ sử dụng 120 tên lửa Iskander và vài chục tên lửa Kalib, nhưng con số này đã tăng lên một cách đáng kể vào cuối năm 2023. Kiev che giấu thông tin Nga tích cực sản xuất vũ khí Cuộc tấn công tên lửa của Nga hôm 2 tháng 1 vào Kiev chủ yếu nhằm mục tiêu vào các doanh nghiệp phát triển, sửa chữa và sản xuất máy bay không người lái, Hiện các nghị sĩ quốc hội Ukraine đang muốn văn phòng Tổng thống Zelensky làm rõ loại kho sản xuất nào đang bị tấn công. Sự kiện vào hôm 2 tháng 1 đã tiếp nối chuỗi sự kiện là các cú đòn tấn công vào hôm 29 tháng 12 của Nga giáng vào nhà máy quân sự Atiyom và phòng thiết kế Lodz. Nguồn tin nội bộ của Ukraine ngày hôm qua cho biết, chiến lược xây dựng các nhà máy sản xuất vũ khí tại Kiev, nơi được coi là thành phố an toàn nhất ở Ukraine, hiện tại đã thất bại. Hệ thống phòng không Ukraine không thể đối phó được với các cuộc tấn công tên lửa ồ ạt của Nga và hầu hết các nhà xưởng được xây dựng đều bị phá hủy. Câu hỏi đặt ra đây là làm cách nào để có thể tự chủ cung cấp đạn pháo vào UAV nếu như không có những nơi an toàn để sản xuất ở trong nước? Trong khi đó, thì cựu tướng Ukraine là ông Grivonos mới đây đã lên tiếng chỉ trích chính quyền Kiev cần phải thành thật thừa nhận thực tế rằng chỉ riêng một công ty như là công ty trang bị tên lửa chiến thuật tại thành phố Korolev của Nga đã sản xuất được 1.321 tên lửa hành trình trong năm nay. Trong khi người dân Ukraine luôn được thông báo rằng Nga không còn khả năng sản xuất bất cứ một thứ vũ khí tân tiến nào do thiếu đi linh kiện. Cựu tướng này than thở rằng, giống như toàn bộ người dân Ukraine, ông đã bị lừa. Hóa ra Nga đã chuẩn bị một cách chuyên nghiệp cho các cuộc tấn công. Những video mà người dân Kiev đăng lên mạng đã xác nhận điều này. Nó cho thấy rằng hệ thống phòng không của NATO đã bất lực trước các đòn tấn công của người Nga. Để so sánh thì chúng ta có một số liệu như sau. Mỹ được cho là có tổng kho dự trữ khoảng 4.000 tên lửa Tomahawk và họ đã bắn tổng cộng khoảng 2.000 quả trong suốt thập kỷ 90 qua các chiến dịch như là bão táp sa mạc, chiến tranh Nam Tư, Iraq và kéo dài cho đến ngày nay. Như vậy thì chúng ta có thể thấy Nga hiện đã bắn nhiều tên lửa hành trình hơn tất cả các thành viên NATO, bao gồm cả Mỹ cộng lại. Con số 7.400 tên lửa mà Reuters thống kê chứng thực cho tiết lộ của cựu tướng Ukraine về việc chỉ riêng một công ty quốc phòng nhỏ của Nga cũng đã sản xuất được hơn 1.300 quả tên lửa mỗi năm. Trong khi đó, giám đốc điều hành tập đoàn vũ khí Rostec hàng đầu của Nga là ông Sergei Chemevov mới đây hứa hẹn rằng sản lượng sản xuất xe tăng, xe bọc thép và đạn dược của công ty này năm nay sẽ lớn hơn nhiều so với hai năm trước gộp lại. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi tờ Wall Street Journal đã mở đầu năm mới 2024 với một loạt các bài viết mang đầy tâm trạng u sầu như sau. Nếu gọi là khủng hoảng thì hơi quá mức nhưng nó mô tả chính xác những gì mà Ukraine đang phải đối mặt khi năm 2024 bắt đầu. Quân đội ở tiền tuyến đang cạn kiệt đạn dược, đạn pháo đang được phân phối nhỏ giọt. Điều đó buộc Ukraine phải hủy bỏ các cuộc tấn công đã lên kế hoạch và khiến cho việc giữ vững các vị trí phòng thủ trước các cuộc tấn công của Nga trở nên khó khăn. Một sĩ quan phụ trách liên lạc của một tiểu đoàn Ukraine gần đây cho biết tình trạng thiếu đạn dược đã buộc đơn vị của ông ta phải giảm 90% cường độ khai hỏa kể từ mùa hè. Trong khi mà Ukraine gặp khó khăn như vậy thì các đồng minh phương Tây của họ lại lưỡng lự. Quốc hội Mỹ vẫn đang nghỉ lễ Tết và không biết cách nào để giải quyết được sự bế tắc đối với việc tiếp tục viện trợ của Mỹ cho Ukraine. Nhà lãnh đạo thân Nga của Hungary thì phủ quyết gói hỗ trợ trị giá 52 tỷ USD do Liên minh châu Âu đề xuất. Nếu như những bế tắc này không sớm được giải quyết, khả năng duy trì chiến tranh, nền kinh tế và các chức năng cơ bản của chính phủ Ukraine sẽ gặp nguy hiểm. Trong khi đó, Truyền thông Anh đưa tin rằng các kho dự trữ quân sự của Anh đang cạn kiệt sau khi trang bị vũ khí cho Ukraine. Điều đáng nói là thông tin này được đưa ra đúng vào thời điểm mà tờ The Times dẫn lời nguồn tin của các quan chức tình báo quân sự Anh tin rằng Ukraine không thể giành được chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Nga vào năm 2024 bởi vì nước này không có đủ nhân lực hoặc là vũ khí cho một cuộc đột phá lớn trên chiến trường. Tuy nhiên, một số quan chức trong chính phủ Anh vẫn tin tất cả những gì cần thiết để giành được chiến thắng trước Tổng thống Putin là thời gian và châu Âu cần phải đẩy mạnh sản xuất vũ khí để giúp đỡ Ukraine tiến lên mà không cần sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Có một điều là các quan chức châu Âu hiện tại đã quên mất rằng, nhìn chung, các cuộc thăm dò ý kiến gần đây của công chúng ở nhiều quốc gia phương Tây đều cho thấy họ đã quá mệt mỏi về chiến tranh. Ở khắp châu Âu, giới lãnh đạo hiếu chiến hiện phải lo lắng nếu như ông Trump thắng cử thì sự ủng hộ của Mỹ dành cho Ukraine có thể bốc hơi. Đồng nghĩa, nó đặt dấu chấm hết cho nỗ lực của NATO thúc đẩy cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Nga. Tờ The Times viết như sau. Nếu như Hoa Kỳ buộc phải lùi bước do Đảng Cộng Hòa trì hoãn việc viện trợ quốc phòng cho Kiev, thì châu Âu sẽ phải tăng cường và duy trì dòng viện trợ. Tờ này dẫn nguồn tin từ một quan chức Anh nói rằng liệu châu Âu có nên rút lui chỉ vì Trump nói sẽ không cho thêm một đồng nào gửi tới Ukraine hay không? Tôi nghĩ hầu hết đều nhận ra rằng Tổng thống Putin không thể được phép giành chiến thắng vì hậu quả đối với an ninh châu Âu là nghiêm trọng. Nhưng mà giới quan sát coi đây là một giấc mơ viển vông bởi vì viện trợ của Mỹ cho Ukraine vượt trội hơn nhiều so với châu Âu. Và cuối cùng, để hiểu rõ được về chiến thuật tấn công chậm rãi cũng nhiều ổn định của người Nga, chúng ta hãy nhìn vào bản đồ này. Đây là bản đồ về tất cả những lợi ích lãnh thổ mà quân Nga đã đạt được chỉ trong tháng cuối cùng của năm 2023. Các vùng đất họ mới giành lại được có màu đỏ, đó là tại Kremlin-Naya, Soledad, Adipka, Bakhmut, Marinka và ở các khu vực khác của mặt trận. Trung Đông hỗn loạn nổ lớn tại nghĩa trang Iran, Houthi lại tấn công tàu chở hàng. Những diễn biến trong vài ngày đầu năm 2024 cho thấy một sự bùng nổ đầy nguy hiểm. Khởi đầu năm 2024, chúng ta chứng kiến 3 biến cố lớn xảy ra chỉ riêng tại Nhật Bản. Đầu tiên là động đất, cảnh báo sóng thần cực lớn kèm theo đó là lo ngại phóng xạ tràn ra đại dương. Tiếp đến là vụ hai máy bay đâm nhau và hỏa hoạn tại một trung tâm thương mại của Nhật. Trong khi đó, ở Hàn Quốc, lãnh đạo đảng Dân Chủ đối lập bị đâm vào cổ trong một vụ ám sát hụt. Còn tại Ukraine thì người ta đã chứng kiến cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn của Nga. Tất cả diễn ra trong bối cảnh Elon Musk dự đoán rằng năm 2024 sẽ thậm chí còn điên rồ hơn so với năm 2023. Điều này cũng đang ứng nghiệm không chỉ tại Đông Âu mà còn là ở Trung Đông. Tình trạng hỗn loạn ở Trung Đông được đánh dấu bằng hai vụ nổ gần nơi chôn cất tướng Iran Soleimani. Ở thành phố Kremlin của nước này, vụ nổ đã khiến ít nhất 95 người chết và hơn 200 người bị thương. Truyền thông Iran cho biết, vụ nổ đầu tiên diễn ra cách mộ của tướng Qasem Soleimani 700m và vụ thứ hai xảy ra cách đó một cây số. Đây là một trong những vụ tấn công nguy hiểm nhất trong lịch sử Iran. Một số quan chức hàng đầu của Iran đã nhanh chóng đổ lỗi cho Israel và Mỹ. Trong khi đó, chính quyền ông Biden nhanh chóng bác bỏ các cáo buộc này. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Matthew Miller cho biết, Hoa Kỳ không có lý do gì để tin rằng Israel có liên quan đến các vụ nổ và nói thêm Hoa Kỳ cũng không liên quan đến bất kỳ một hình thức nào và bất kỳ một lời cáo buộc nào đều là lỗ bịch. Trong khi đó, thì lãnh tụ tối cao của Iran Khamenei cũng không nêu rõ quốc gia nào có khả năng đứng sau vụ tấn công lớn trong sự kiện tưởng niệm tướng Soleimani, nhưng cảnh báo rằng những kẻ gây ra thảm kịch này sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh mẽ. Sự kiện tại Iran xảy ra vào thời điểm không thể tồi tệ hơn và dường như nó có liên quan đến các sự kiện ở Gaza. Khu vực này đang đứng trên bờ vực của một cuộc chiến tranh lớn. Trước đó, Phó thủ lĩnh chính trị Hamas đã bị ám sát trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở ngoại ô thủ đô Beirut của Liban. Ngày hôm qua, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah cũng có bài phát biểu quan trọng, trong đó ông này không đưa ra các thông tin chi tiết về các bước tiếp theo của Hezbollah hoặc là liệu xung đột có leo thang hay không, nhưng mà ông khẳng định rằng việc sát hại phó thủ lĩnh Hamas Saleh al sẽ bị trừng phạt. Đồng thời, đe dọa và cảnh báo về việc chiến tranh không giới hạn nếu như Israel tuyên chiến với Liban phó thủ lĩnh hamas saleh al auri là nhân vật đứng đầu trong danh sách israel truy nã gắt gao trong nhiều năm với các cáo buộc tổ chức khủng bố ở trong và ngoài bờ tây mặc dù israel chưa chính thức đứng ra chịu trách nhiệm về vụ ám sát này nhưng mà quân đội israel hiện cho biết rằng họ đang ở trong trạng thái sẵn sàng cao độ cho mọi tình huống tất cả diễn ra trong bối cảnh cuộc giao tranh ăn miếng trả miếng vẫn tiếp diễn giữa hezbollah và lực lượng phòng vệ israel dọc theo biên giới phía nam của liban Chuyên gia phân tích chính trị quân sự Trung Đông là Amansas cho biết cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel vào khu vực ngoại ô thủ đô Beirut hôm 2 tháng 1 đã gửi đi hai thông điệp. Một là đối với Hezbollah, họ muốn gửi tới thông điệp rằng lực lượng này không được chứa chấp các thành viên của Hamas nữa. Liban không được trở thành nơi trú ẩn cho Hamas và thánh chiến hồi giáo Palestine. Thông điệp thứ hai gửi tới các nhà lãnh đạo của Hamas rằng không có nơi nào là an toàn cả. Vào tháng 8. Phó lãnh đạo Hamas xấu số, số đã từng nói với kênh al Mayadeen của Liban rằng những lời đe dọa ám sát của Israel là một phần cái giá mà chúng tôi phải trả. Ông này cho biết các vụ ám sát cũng như các hành động khác của chính phủ Israel có thể đẩy khu vực vào một cuộc chiến tranh toàn diện. Ngoài ra, còn có những báo cáo mới về cuộc tấn công khác nhắm vào một tàu thương mại ở biển đỏ của lực lượng Houthi. Theo Bloomberg, Houthi đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công một tàu chở hàng treo cờ Mantan sau khi thuyền trưởng của con tàu này phớt lờ nhiều cảnh báo. Tuy nhiên, hãng vận tải CMA CGM của Pháp là chủ sở hữu con tàu cho biết, con tàu container này không gặp bất kỳ một sự cố nào và đang đi qua khu vực biển đỏ với đích đến là cảng Alexandria của Ai Cập. Dữ liệu của Bloomberg cho thấy, con tàu đã tắt hệ thống nhận dạng tự động ở biển Ả Rập trước khi đi qua eo biển Ban Amandab, vốn là nơi tập trung các cuộc tấn công của Houthi trong những tuần gần đây. Một số hãng container lớn của thế giới đã quyết định phải thay đổi hải trình đi qua mũi Hảo Vọng thay vì đi qua biển đỏ. Cuối tuần qua, tàu container Maes Hàng Châu treo cờ Singapore đã bị trúng tên lửa của Houthi. Khi đi qua phía nam biển đỏ, một trận hải chiến dữ dội sau đó đã xảy ra vào ngày 31 tháng 12, khi mà các máy bay trực thăng của Mỹ đã đánh chìm 3 thuyền và giết chết 10 phiến quân Houthi. Hiện tại, áp lực đang đổ dồn lên chiến dịch bảo vệ thịnh vượng tại biển đỏ do Mỹ dẫn đầu và nó báo hiệu rủi ro xung đột trong khu vực sẽ gia tăng mạnh mẽ trong những ngày tới. Giấc bộng đòi lại Crimea của Ukraine bị Đức xé vụn. Nhìn chung, cường độ chiến sự trong những ngày đầu năm đã giảm bớt. Diễn biến chủ yếu vẫn tập trung gần Adipka và Bakhmut. Tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Alexander Taranovsky cho biết, quân đội Nga đã tăng cường các hoạt động tấn công theo hướng Đông Nam và số vụ đụng độ gần như tăng gấp đôi trong một ngày, lên 47 vụ. Gần làng Adipka, tâm điểm giao tranh tại Stipnoe, Quân đội Nga đã vượt qua ngôi làng này và tiến tới chiếm hai vị trí quan trọng gần Berichi. Ở phía nam của Adipka thì người Nga nỗ lực giành được vị trí kiểm soát ở Pevomaoski và phía tây của Marinka để tiến vào làng Georgievka gần Bakhmut. Nga đã chiếm được một phần ở phía nam của Bodanovka và cải thiện được vị trí gần tuyến đường sắt. Ngoài ra, Nga cũng đạt được một số thành công ở Robotine theo hướng Zaporizhia. Tuy nhiên, mọi sự chú ý đang đổ dồn vào Crimea khi mà Tổng thống Zelensky hứa sẽ đáp trả các vụ không kích của Nga trong những ngày gần đây. Tối qua, thì Ukraine đã tấn công bằng tên lửa vào thành phố cảng Sevastopol và Yevpatoria. Thống đốc của Sevastopol xác nhận đây là cuộc tấn công quy mô lớn nhất của Ukraine. Tuy nhiên, cuộc tấn công đó đã bị đẩy lùi với việc phòng không Nga đánh chặn được 10 tên lửa nhắm vào Crimea. Các mảnh vỡ của tên lửa này đã rơi xuống Sevastopol, làm hư hại một tòa nhà dân cư. Ngoài ra, Tại làng Tchernobyl, một phần tên lửa đã rơi xuống sông và một tên lửa khác đã rơi xuống khu vực phía sau của Đại học Quốc gia Sevastopol nhưng không phát nổ. Có thể nói rằng, trong cuộc giao tranh giữa Ukraine và Nga thì Crimea nổi lên như là một viên ngọc quý của Tổng thống Putin và là mục tiêu bị săn lùng của Tổng thống Zelensky. Cam kết táo bạo mới nhất của ông Zelensky chính là cô lập Crimea bằng cách phá hủy cây cầu Crimea. Để thực hiện được tham vọng đó thì Tổng thống Zelensky đang giáo diết khẩn cấp yêu cầu Đức cung cấp tên lửa tầm xa Taurus. Nhưng mà Berlin dường như rất thận trọng với canh bạc này của Kiev. Đức vẫn đang trì hoãn kế hoạch cung cấp tên lửa Taurus, mặc dù họ chưa hẳn là từ chối dứt khoát. Khi được hỏi vì sao Đức lại không theo chân Anh và Pháp gửi các loại tên lửa tới tầng tới Ukraine, thì Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã tiết lộ rằng, về cơ bản, hai quốc gia Anh và Pháp có thể bẻ cong các quy tắc viện trợ nhiều hơn Đức một chút. Tên lửa Storm Shadow và Taurus có nhiều nét tương đồng, chẳng hạn như cùng được phóng từ máy bay chiến đấu, đều dài khoảng 5 mét và nặng như nhau. Mỗi chiếc cũng có tầm bắn khoảng 500 km và có đầu đạn rất giống nhau. Tuy nhiên, tờ Politico cho biết lý do khiến Đức thận trọng là vì trong khi đầu đạn Storm Shadow có sử dụng hệ thống khởi động ngòi nổ đa ứng dụng kém hiệu quả trong việc phá hủy mục tiêu kiên cố, thì ngược lại, Taurus của Đức được trang bị ngòi nổ cảm biến thông minh có thể làm nổ các mục tiêu nhiều lớp, từ đó gây thiệt hại lớn gấp 2 lần các loại tên lửa cùng loại. Theo Politico, nếu như Ukraine có tên lửa Taurus, họ có thể tấn công hiệu quả hơn vào cây cầu Kretsch, và đó là mục tiêu chính mà họ đã nỗ lực rất nhiều nhưng vẫn chưa làm được. Đây là lý do Thủ tướng Stolz ngần ngại cung cấp Taurus cho Ukraine. Gần đây, ông gọi kịch bản Ukraine sử dụng tên lửa của Đức để đánh sập cây cầu là sự leo thang của chiến tranh. Ông nói thêm rằng trách nhiệm của ông với tư cách là Thủ tướng là phải đảm bảo Đức không trở thành một phần của cuộc xung đột chính quyền kiev đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào cầu crimea nhưng những cuộc tấn công này chỉ là những đòn tấn công nhỏ và chưa gây ra được hậu quả nghiêm trọng cho nga về phía nga họ đã đánh bại hầu hết các mối nguy hiểm từ trên không đe dọa tới cây cầu này nhưng cũng phải thừa nhận đó là để làm được điều đó thì tính tới thời điểm hiện tại nga cũng phải điều động tới cả một hệ thống phòng thủ hùng hậu để bảo vệ cho cây cầu crimea quân đội nga đã triển khai lực lượng phòng thủ quân sự nhiều cấp xung quanh cây cầu này chỉ riêng lực lượng phòng không cũng đã có tới cả một sư đoàn cắm chốt tại đây. Kể từ tháng 1 năm 2018, cây cầu đã được bảo vệ chặt chẽ từ trên biển và trên không. Một lực lượng gồm các máy bay chiến đấu và hệ thống phòng thủ tên lửa như là tổ hợp S300, S400 được điều động tới đây. Một số tàu chiến của hạm đội biển đen cũng được triển khai tới đây. Các máy bay chiến đấu quần tảo khắp bầu trời để tuần tra, Nga cũng đã phải triển khai biện pháp phòng vệ tối tần dưới nước. Theo những thông tin được tiết lộ thì hệ thống sonar bảo vệ cầu Crum Hoạt động tương tự như cơ chế sonar thụ động trên các tàu ngầm hải quân. Ngoài ra, biệt đội người nhái của thủy quân lục chiến Nga cũng phải tham gia bảo vệ cây cầu. Hải quân Nga cũng đã phải cử một tàu mục tiêu mồi nhử là 36 BIS, dài 45m đóng quân ở cây cầu Krem để gây nhiễu tên lửa đang lao tới. Tất nhiên, đây chỉ là những lực lượng phòng thủ mà người Nga hé lộ cho chúng ta biết. Có thể nói rằng mức độ phòng thủ ở cầu Krem sánh ngang với điện Kremlin ở Moscow hay là nhà trắng của Mỹ sự đầu tư này là đến từ mức độ nhạy cảm của krm nó giống như là một hòn đảo rất dễ bị cô lập bất cứ lúc nào nhưng nó cũng là một phần thưởng dành cho nga với bến cảng nước ấm thuận tiện án ngữ ở cửa ngõ ra vào biển đen hiểu rõ những gì mà krm mang lại cho nga việc đánh sập cây cầu krm là ước mơ bấy lâu nay của kiev nhưng mà liệu họ có thực hiện được điều đó hay không kiev đang thiếu đi hệ thống pháo tự hành cho trận chiến tại đây và họ cũng không nhận được tên lửa tầm xa như yêu cầu đặc biệt là từ đức Thay vào đó, các lô hàng viện trợ chỉ toàn đồ cũ cần phải thanh lý. Đức gửi rác thải tới Ukraine Những chiếc xe tăng chủ lực Leopard do Đức sản xuất từng được hy vọng là sẽ lật ngược được tình thế trên trận chiến tại Ukraine. Nhưng mà hiện tại thì hầu như không có chiếc nào được đưa vào phục vụ trong quân đội Ukraine. Theo Pháp thì Đức đã cam kết gửi cho Ukraine khoảng 100 xe tăng Leopard 1A5 được mua lại từ quân đội Hy Lạp bên cạnh 178 chiếc Leopard 1 đến từ Tập đoàn Quốc gia châu Âu. Có một điều đáng nói đó là hầu hết Leopard 1A5 đều đã được cho nghỉ hưu nằm đắp chiếu vào đầu những năm 2000 và đã trải qua quá trình trùng tu trước khi gửi tới cho Kiev. Vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi mà Ukraine đã từ chối nhận chúng. Họ đã trả lại 10 chiếc Leopard 1 đầu tiên do lỗi kỹ thuật nghiêm trọng. Phía Đức cũng phải thừa nhận rằng các xe tăng này hoạt động không ổn định và cần phải sửa chữa thêm trước khi đưa ra mặt trận. Leopard 1 được sản xuất vào những năm 1960, được nâng cấp lần cuối vào những năm 1990 và bị quân đội Đức thải loại cách đây một thập kỷ. Cho nên có thể nói, chúng không khác gì rác thải được gửi tới cho Ukraine. Trong khi đó, Leopard 2 uy lực hơn nhiều cũng đang gặp nhiều vấn đề ở Ukraine. Theo chuyên gia quốc phòng kiêm nghị sĩ đảng xanh của Đức là Sebastian Schaffer, trong số 18 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 AG được gửi tới Ukraine thì chỉ còn một số ít vẫn đang hoạt động số còn lại đã bị phá hủy hoặc hỏng hóc. Ông này kêu gọi các nhà sản xuất vũ khí của cả Đức và Pháp cần phải cải thiện quy trình sửa chữa và cung cấp phụ tùng cho những chiếc xe tăng bị hư hỏng này. Ông viết như sau, Tình hình ở Ukraine hiện tại rất khó khăn. Chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa ở mọi cấp độ. Chính phủ và ngành công nghiệp cần phải làm nhiều hơn nữa. Business Insider cho biết, vào cuối tháng 12 vừa qua, thì nghị sĩ Straffer đã đến thăm một xưởng sửa chữa xe tăng ở Litva cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius. Và ông này nhận thấy rằng việc sửa chữa mất quá nhiều thời gian. Do đó, chỉ có một số rất ít xe tăng Leopard vẫn đang còn hoạt động ở Ukraine, trong khi số còn lại bị hỏng hóc do thiếu phụ tùng hoặc do tay nghề sửa chữa yếu kém của nước sở tại. Không chỉ Đức, mà nhiều quốc gia phương Tây cũng đã gửi các loại vũ khí rác rưởi đến cho Ukraine. Ukraine nhận được khoảng 100 tỷ USD tiền viện trợ quân sự từ phương Tây dưới hình thức vũ khí và đạn dược phòng không, tên lửa chống tăng và pháo binh hiện đại. Tuy nhiên, trong số đó có tới 30% vũ khí cần phải được sửa chữa. Chẳng hạn như là Slovakia đã cung cấp tổng cộng 33 máy bay chiến đấu MiG-29, thì có tới 13 chiếc máy bay phát hiện là không phù hợp để chiến đấu. Riêng Ý cũng thiện chí gửi 33 pháo tự hành ô tô Melara 155 ly cho Ukraine. Nhưng mà họ cũng cảnh báo với Kiev rằng lô vũ khí này cần phải được đại tu bởi vì nó đã có tuổi đời hơn 50 năm. Nếu như tính đến thời điểm hiện tại, có vẻ như là Ukraine đang thua trong lĩnh vực nhận viện trợ, trong khi vẫn còn mơ tưởng phá hủy được cây cầu Crimea và lấy lại được bán đảo từ tay Nga. Đức, tính đến thời điểm này, đã đóng vai kẻ phá hủy giấc mơ cả về việc cung cấp tên lửa tầm xa lẫn xe tăng chủ lực để giúp Kiev giành chiến thắng. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Zelensky lại muốn tạo ra được một điểm nhấn ở đầu cầu làng Krynky tại Kherson nhằm tạo ra một cảm giác như là Ukraine đang sắp tiến sát tới Crimea. Nhưng mà tiếc thay, quân đội của ông tiếp tục bị hủy diệt số lượng lớn tại đây. Tờ Washington Post vào ngày hôm qua tiếp tục viết về tổn thất của Ukraine khi chấn giữ đầu cầu Krynky ở tả ngạn sông Dnipro và gọi địa điểm này là dòng sông chết chóc. Tờ báo dẫn lời thủy quân lục chiến Ukraine kể về những người lính bị thương đã chết đuối hoặc bị ba lô nặng nề kéo xuống đáy sông hoặc là họ bị vũ khí Nga tiêu diệt tờ này cũng xác nhận ukraine đã không thể kiểm soát được một khu định cư nào ở làng krinky và giải thích lý do tại sao kiev quyết định đẩy tân binh vào con đường tự sát tại đây họ viết như sau khi cuộc phản công bị đình trệ các nhà lãnh đạo quân sự và chính trị ukraine đang háo hức chứng minh cho người ủng hộ phương tây của họ rằng kiev đạt được một số tiến bộ nhưng mà hóa ra chẳng có bất kỳ tiến bộ nào không chỉ đức tỏ ra thận trọng khi mà cung cấp vũ khí cho ukraine mà giờ đây người pháp dường như cũng đang tìm đường thoái lui. Pháp tìm cách chia tay với Ukraine bằng lời lẽ bóng bẩy. Tình đoàn kết giữa các cường quốc hàng đầu châu Âu như là Đức, Pháp, Ba Lan trong cuộc xung đột Ukraine đã được thể hiện rõ ràng qua các khoản hỗ trợ tài chính và vũ khí hào phóng. Tuy nhiên, một sự thay đổi đáng kể đã xuất hiện gần đây, đặc biệt là giữa Pháp và Ukraine. Pháp dường như đang ra tín hiệu một cách tế nhị về sự thay đổi chiến lược và muốn đoạn tuyệt với Ukraine. Gail Vassier, là đại sứ Pháp tại Ukraine đã tiết lộ rằng thay vì chỉ cung cấp trang thiết bị vũ khí thì Paris đặt mục tiêu là thúc đẩy ngành công nghiệp quân sự trong nước của Ukraine. Ý tưởng này được đưa ra sau khi Pháp đã viện trợ quân sự đáng kể, bao gồm các lô vũ khí trị giá 3,5 tỷ đô la. Đại sứ Vazia nhấn mạnh cam kết của chính phủ Tổng thống Macron trong việc hỗ trợ Ukraine, nhưng với trọng tâm mới đó là tăng cường thúc đẩy sản xuất nhiều vũ khí hơn ở chính Ukraine thay vì chỉ thông qua quyên góp hoặc là mua bán từ phương Tây. Ông Vasier nhấn mạnh rằng, năm 2024 đánh dấu một năm bản lề đối với hoạt động sản xuất vũ khí của Kiev, đồng thời nhấn mạnh là Ukraine cần phải tự lực nhiều hơn vào các nguồn tài nguyên trong nước. Nhận xét của vị đại sứ Pháp này lặp lại quan điểm trước đó được Washington áp dụng trong nhiều tháng qua, khi mà họ cùng với các đồng minh của mình đều đang dần cạn kiệt kho vũ khí gửi cho Ukraine. Có thể nói rằng, tuyên bố của đại sứ pháp dường như là một sự từ chối khéo léo việc viện trợ vũ khí cho kiev sau cuộc phản công mùa hè thất bại thì phương tây đang hướng tới mục tiêu là khuyến khích kiev tăng cường sản xuất vũ khí trong nước tuy nhiên cần phải lưu ý đó là để xây dựng được các nhà máy sản xuất vũ khí và đạn dược thì không phải là một quá trình nhanh chóng nếu như không muốn nói là mất rất nhiều thời gian vì vậy quyết định này của pháp không khác gì hơn là đang chơi khó ukraine điều đáng nói đó là nó diễn ra trong bối cảnh Nga nhiều khả năng sẽ mở các cuộc tấn công mạnh trên tiền tuyến và tăng cường không kích phá hủy các nhà máy quân sự ở hậu phương Ukraine. Về cơ bản thì sự thay đổi chiến lược này của phương Tây ngầm thông báo rằng một số đồng minh chủ chốt sẽ dần rút lại sự hỗ trợ, đồng nghĩa nó sẽ đẩy Kiev rơi vào tình thế khó khăn hơn. Cái loa tuyên truyền của Tổng thống Zelensky đang mất hiệu nghiệm. Nguồn tin nội bộ của Ukraine mới đây cho biết rằng vào cuối năm vừa qua tại văn phòng Tổng thống đã diễn ra một cuộc họp về việc Ukraine bắt đầu thua trong cuộc chiến tuyên truyền và không có khả năng lật ngược tình thế. Khi bắt đầu chiến tranh thì bộ máy tuyên truyền của Kiev hoạt động hiệu quả hơn nhiều so với Nga. Nhưng vào năm 2023 vừa qua thì Điện Kremlin đã lật ngược tình thế trong khi các phương tiện truyền thông của Ukraine lại không ngừng suy giảm số lượng người theo dõi. Nó là kết quả phản ánh sự thất vọng và sự sụt giảm tín nhiệm đối với Tổng thống Zelensky. Cần phải lưu ý là vào năm 2022, khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine, chính quyền của ông Zelensky đã lúng loạn thông tin trên tất cả các cây truyền hình. Trong đó, theo New York Times, thì chương trình Telemarathon United News, hay còn gọi tắt là Telethon, là công cụ chính trong cuộc chiến thông tin của Ukraine, được giới lãnh đạo Kiev ca ngợi vì có vai trò trong việc chống lại thông tin sai lệch của Nga và duy trì tinh thần chiến đấu của quân đội Ukraine. Thậm chí, ông Zelensky đã gọi các kênh truyền hình lớn nhất này là một thứ vũ khí. Kênh Telethon đã trở thành nguồn tin duy nhất trên sóng phát thanh và truyền hình Ukraine. Nó được chính quyền Kiev tài trợ và nhanh chóng phát triển thành một phương tiện chính để Kiev tuyên truyền những thành công và chế giễu khả năng quân sự của Nga. Kênh này đã truyền tải những thông tin đánh lừa nhiều người Ukraine rằng đất nước của họ có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến. Nhưng mà kể từ khi cuộc phản công mùa hè thất bại, thì công chúng Ukraine đã quay lưng với Telethon. Trang Strana đưa tin về cuộc tranh luận gần đây giữa các sĩ quan quân đội Ukraine xoay quanh chủ đề về vũ khí chất lượng kém. Đây là chủ đề mà kênh tele thông thường xuyên đăng tải. Strana có đoạn như sau. Vào cuối năm thứ hai của cuộc chiến thì quân đội Ukraine đang thảo luận rằng lực lượng Nga được vũ trang tốt hơn quân đội Ukraine. Điều này đã được tiểu đoàn trưởng lữ đoàn xung kích số 3 có biệt danh là Rolo chia sẻ. Đây là cách mà ông ấy trả lời câu hỏi rằng quân Nga thường được trang bị thiết bị quân sự gì và nó tệ hơn chúng ta đến mức nào? Ông ấy trả lời, quân đội Nga không tệ hơn quân đội Ukraine, thậm chí họ còn mạnh hơn. Được trang bị công nghệ vũ khí tốt hơn nhiều, vũ khí tốt hơn so với Ukraine. Điều gì khiến bạn nghĩ rằng họ tệ hơn? Khách quan mà nói, họ mạnh hơn chúng ta. Hiện thì các sĩ quan chỉ huy khác của Ukraine đã khuyên binh sĩ không nên xem lệ thông vì kênh này luôn truyền tải những quan điểm rằng quân đội Nga là yếu kém. Như vậy có thể thấy rằng các sĩ quan Ukraine cũng đã chính thức xác nhận kênh tuyên truyền của chính quyền Kiev là không đáng tin cậy. Có thêm một lưu ý nữa là lữ đoàn xung kích số 3 mà chúng ta vừa nói ở trên là một phần của tiểu đoàn tân phát xít Azov. Và nếu ngay cả các sĩ quan có tư tưởng bài Nga cuồng loạn nhất cũng phải công khai thừa nhận lực lượng Nga vượt trội hơn họ, thì một người lính Ukraine bình thường ở trên tiền tuyến sẽ cảm thấy như thế nào về cơ hội giành chiến thắng trong cuộc chiến của Ukraine? Kênh Telethon này đã mất đi tính hữu dụng của nó do thông tin sai lệch liên tục được lan truyền. Lượng người xem của kênh này đã suy giảm mạnh, nó cho thấy rằng càng ngày càng có nhiều người không hài lòng với chính phủ. Nhiều khán giả của kênh Telethon thay vì dành thời gian xem thời sự, họ đã dành thời gian để xem các chương trình giải trí và chương trình thực tế nổi tiếng khác. The New York Times cũng đã xác nhận điều này như sau. Telemarathon đã biến thành một công cụ hoạt động quan hệ công chúng của ông Zelensky người là nhân vật chính trị đáng tin cậy nhất ở Ukraine, nhưng mà đã chứng kiến tỷ lệ tán thành sụt giảm trong những tháng gần đây. New York Times cũng dẫn lời của Igor Kulias, là chuyên gia truyền thông của Detector Media, cho biết rằng các thành viên của đảng đầy tớ nhân dân, đảng Zelensky, đã chiếm hơn 68% số khách mời chính trị trong các chương trình vào năm 2023, và tỷ lệ này đã tăng lên trong suốt cả năm. Đảng người đầy tớ của nhân dân kiểm soát tới một nửa số ghế trong quốc hội. Như vậy thì Telethon thực chất chỉ là một công cụ tuyên truyền của ông Zelensky. Nhưng mà thông tin tiêu cực về cơ quan tuyên truyền này lại xuất hiện đúng vào lúc có một cuộc tranh cãi mới giữa Tổng thống Zelensky và tướng Zaluzny xung quanh lệnh huy động bổ sung thêm 500.000 quân. Đây vốn là một chủ đề đang gây phẫn nộ trong dân chúng. Cả hai đều đang kịch liệt đổ lỗi cho nhau xem ai là người đưa ra lệnh huy động này. Có thể nói rằng bầu không khí đấu đá nhau ở Ukraine lúc này sôi sục giống như là thời kỳ tiền cách mạng khi mà thủ đô Kiev hiện đang chìm trong khủng hoảng chính trị. Với việc các tuyến phòng thủ và quân đội Ukraine đang dần sụp đổ và sự bất mãn tột độ của các chỉ huy quân sự hàng đầu cũng như giới tình hòa chính trị, thì ông Zelensky đang phải vật lộn để bảo vệ sinh mệnh chính trị của mình. Ngoài ra, sự sụp đổ của hệ thống tài chính của nền kinh tế què quạt Ukraine sau 22 tháng xung đột, sự tuyệt vọng của người dân và nguy cơ đảo chính quân sự hay là thậm chí một cuộc nội chiến, chúng sẽ trở thành một yếu tố quyết định đẩy Ukraine tiến dần đến sự đổ vỡ. Nga kết liễu các mục tiêu trọng yếu nhất của Ukraine. Cuộc chiến ở Ukraine tiếp tục diễn ra với việc quân đội Ukraine đang rút lui trên khắp tiền tuyến. Một khởi đầu năm mới không mấy xôn sẻ đối với Tổng thống Zelensky và tương lai cũng rất ảm đạm. Như thường lệ, Tổng thống Zelensky đã có một bài phát biểu vào buổi tối, trong đó ông đã thẳng thắn liệt kê những hướng khó khăn nhất ở mặt trận đối với quân đội Ukraine, bao gồm có Adipka, Marinka, Bakhmut, Limans và Kubyans Trong khi đó, website của Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm qua công bố, trong tuần qua thì tại mặt trận Kupyans Nga đã đẩy lùi 18 cuộc tấn công của Ukraine. Thiệt hại của đối phương ở hướng Kharkov lên tới 485 binh sĩ, cùng với nhiều trang thiết bị. Cũng như vậy, theo hướng Danes, Kherson, tổn thất của Ukraine cũng là rất cao. Tuy nhiên, báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, trong khoảng thời gian từ ngày 30 tháng 12 đến ngày 5 tháng 1, Nga thực hiện 41 vụ tấn công lớn bằng các loại vũ khí có độ chính xác cao, cũng như là máy bay không người lái vào các trung tâm ra quyết định và các mục tiêu là khu liên hợp công nghiệp quân sự của Ukraine, cơ sở hạ tầng sân bay quân sự, kho vũ khí và nhiên liệu. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết rằng các cuộc tấn công đã nhằm vào các mục tiêu trọng yếu của Ukraine và tất cả các mục tiêu đề ra ban đầu đều đã hoàn thành. Họ đang phá hủy có kế hoạch các nhà máy cung cấp tư trang, đạn dược và phương tiện quân sự của đối phương. Các xưởng sửa chữa vũ khí, cơ sở huấn luyện quân sự cũng bị tấn công và xóa sổ. Tuy nhiên, truyền thông Ukraine trong hai ngày qua chỉ tập trung đưa tin về việc Nga phá hủy được một nhà máy sản xuất quần áo tại thủ đô Kiev. Còn lại, họ hoàn toàn im lặng trước thiệt hại của một số doanh nghiệp quốc phòng và nặng nề nhất chính là vụ tấn công vào nhà máy sản xuất tên lửa Atium, cũng như là phòng thiết kế Luch. Bộ máy tuyên truyền của Ukraine công bố rằng tất cả các tên lửa của Nga đều bị bắn hạ. Tuy nhiên, kênh Resident đã tổng hợp các video mà người dân quay được tại các khu vực lân cận của những vụ nổ và bình luận như sau. Vấn đề với phòng không ngày càng trở nên rõ ràng ở Ukraine. Và việc chính quyền Tổng thống Zelensky cố gắng tuyên bố rằng tất cả tên lửa của đối phương đã bị bắn hạ đã khiến cho công chúng mất lòng tin vào thông tin chính thức của Kiev. Vào lúc 40 tên lửa của Nga phóng tới Kiev trong một đợt tấn công, thì lực lượng phòng không của Ukraine chỉ có thể đẩy lùi chưa đến một nửa. Câu hỏi đặt ra đây là, tại sao chính quyền lại tuyên bố rằng họ đã bắn hạ tất cả các mục tiêu? Trong hai cuộc tấn công tên lửa gần đây nhất, mục tiêu chính của Nga là các doanh nghiệp quân sự, lắp ráp UAV, ống ngắm, tên lửa chống tăng, súng cối cũng như kho quân sự. Cảnh này rút ra kết luận rằng Ukraine đang thiếu đạn dược phòng không và các đồng minh của họ không thể giải quyết vấn đề. Và nếu ngay cả viện trợ đạn dược còn chưa đáp ứng được, thì nói gì tới việc có quốc gia phương Tây nào đó chịu đầu tư để phát triển các tổ hợp công nghiệp quân sự ở trên đất Ukraine. Trong những ngày gần đây thì các đồng minh đều khuyến khích Kiev nên tự dựa vào nguồn vũ khí do chính họ sản xuất hơn là dựa vào phương Tây bằng cách xây dựng thêm các nhà máy quốc phòng. Có điều là trong khi thúc đẩy Ukraine xây dựng các cơ sở sản xuất quốc phòng thì họ lại không vạch ra được một chiến lược làm cách nào để có thể bảo vệ được các công trình đó. Chỉ riêng một cuộc không kích vào dạng sáng ngày 2 tháng 1 của Nga vừa qua đã san phẳng nhiều mục tiêu loại này. Phương Tây ảo tưởng, chiến trường không bế tắc Nỗi hoảng loạn của các nhà quan sát phương Tây về thất bại sắp tới của Ukraine đã gia tăng trong những ngày gần đây. Robert Clark, là giám đốc quốc phòng và an ninh Anh, đã viết trên tờ Telegraph rằng năm mới của Ukraine có thể kết thúc với sự phản bội nhẫn tâm của phương Tây. Ông này đã đổ lỗi cho các nhà lãnh đạo phương Tây gián tiếp dẫn đến sự thất bại của Ukraine như sau. Ukraine bước vào năm 2023 tràn đầy hy vọng rằng lực lượng của họ vừa giành được những chiến thắng chiến lược và to lớn. Đầu tiên là ở Kherson, và sau đó là ở Kharkiv. Chiếm lại được nhiều lãnh thổ đã bị mất từ Tây Nga, và phương Tây dường như càng ngày càng tin tưởng rằng chiến thắng có thể nằm trong tầm tay. Đến cuối tháng 1 thì các nhà lãnh đạo châu Âu và Mỹ không còn thảo luận về việc có nên gửi xe tăng chiến đấu chủ lực của phương Tây hay không, mà là số lượng bao nhiêu và khi nào thì gửi. Với nguồn xe tăng dồi dào cho Ukraine, phương Tây đặt hy vọng rất cao cho cuộc phản công mùa hè sắp tới. Nhưng... Tâm trạng của phương Tây khi bước sang năm 2024 rất khác. Cuộc phản công mùa hè đã không dám được đòn quyết định vào lực lượng của Tổng thống Putin ở mặt trận phía Nam. Nền kinh tế Nga đã chống chọi thành công trước các lệnh trừng phạt của phương Tây. Nước này đã nhanh chóng quân sự hóa để cung cấp nguồn đạn dược liên tục cho mặt trận. Trong khi đó, Ukraine đang trải qua một trong những cuộc oanh tạc trên không lớn nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu và mặt trận thống nhất của nước này dần dần dạn nứt với chế độ quân dịch đẩy tai tiếng. Tác giả kết luận rằng, việc phương Tây nhanh chóng ngoảnh mặt quay lưng với người dân Ukraine sau nhiều tháng chiến đấu tàn khốc là sự băng hoại về đạo đức và là cẩu thả về mặt chiến lược. Dường như đang có sự bế tắc trong ngắn hạn và trung hạn ở hầu hết chiến tuyến dài 1.000 km. Giống như nhiều nhà phân tích phương Tây ảo tưởng khác, tác giả Robert Clark của Telegraph khẳng định rằng tình trạng hiện tại là bế tắc. Nhưng mà làm sao có thể bế tắc được? Khi mà một mình Nga đang sản xuất số lượng xe tăng và đạn pháo cùng với UAV mỗi tháng còn nhiều hơn cả các thành viên NATO cộng lại. Trong khi đó, cỗ máy chiến tranh của họ tăng cường chuỗi tấn công liên hoàn vào các mục tiêu quân sự, nhà xưởng, kho bãi tập kết vũ khí của Ukraine. Nào. Ngược lại, Kiev không những không có khả năng bảo vệ được các mục tiêu này mà thậm chí còn không thể thực hiện được kế hoạch tổng động viên khả thi. Tuy nhiên, khác với sự ảo tưởng của một nhà bình luận người Anh, vẫn có một nhà bình luận phương Tây khác đã nhìn rõ được thực tế hơn. Jack Bauckiel là một sĩ quan Thụy Sĩ một tình báo viên chiến lược và là cựu sĩ quan chỉ huy lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc đã kết luận ngắn gọn về cuộc đối đầu vô vọng của Ukraine như sau: Lý do mà người Nga giỏi hơn phương Tây ở Ukraine đó là vì họ coi xung đột là một quá trình, trong khi chúng ta chỉ coi đó là một chuỗi các hành động riêng biệt. Người Nga coi các sự kiện như là một bộ phim, còn chúng ta xem chúng như là những bức ảnh. Người Nga nhìn thấy khu rừng, trong khi chúng ta tập trung vào cây cối. Đó là lý do tại sao mà chúng ta đặt thời điểm bắt đầu xung đột là vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Chúng ta đã bỏ qua những bối cảnh khiến cho chúng ta bận tâm và gây ra xung đột mà chúng ta không hiểu. Đó là lý do vì sao chúng ta thua trong cuộc chiến này. Như vậy, phi quân sự hóa, phi phát xít hóa Ukraine và ngăn chặn NATO biến Ukraine thành một cứ điểm chống Nga là các mục tiêu mà tổng thống Putin đã nêu ra. Đó là một quá trình lâu dài chứ không chỉ là sự kiện hữu hình mới gần đây. Chính quyền của ông Biden đã đổ hàng trăm tỷ đô la để bảo vệ cho chủ quyền an ninh của Ukraine. Ông ấy lại hoàn toàn bỏ rơi an ninh biên giới nước Mỹ. Và dù cho là đã như vậy, thì tiền vẫn không thể mua được sự chuyên nghiệp của binh sĩ Ukraine. Cũng như họ không thể mua được cho Kiev một hệ thống phòng không hiệu quả. Có thể ngăn chặn được các cuộc tấn công dữ dội của người Nga. Bởi vì Moscow có cả một chiến lược lớn để đảm bảo an ninh cho chính mình bằng mọi giá. Chính sách đối ngoại sai lầm của chính quyền ông Biden đã buộc Nga không chỉ tăng cường vũ trang mà còn đẩy nước này ngả sâu hơn vào vòng tay Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy Nga kết hợp với các quốc gia khác như là Bắc Triều Tiên hay là Ấn Độ trong hợp tác quốc phòng. Đó mới là thời điểm nguy hiểm nhất dành cho Hoa Kỳ. Nhờ Biden, mối quan hệ Nga-Ấn có bước đột phá lớn. Chuyến thăm Nga của ngoại trưởng Ấn Độ Jai Sanka vào những ngày cuối cùng của năm 2023 đã khiến phương Tây lo ngại bởi vì mục đích của nó là nhằm tăng cường quyền tự chủ chiến lược của Ấn Độ trong môi trường quốc tế đang phức tạp. Nói một cách rõ ràng hơn thì chuyến đi Moscow của ông Jai nhằm tạo ra không gian dễ thở hơn cho ngoại giao Ấn Độ. Trong hai năm xung đột tại Ukraine, mối quan hệ Mỹ-Ấn, Nga-Ấn liên tục thăng trầm. Mà một nguyên nhân là do áp lực từ phương Tây ép Ấn Độ phải cắt đứt mối quan hệ với Nga, nhưng mà New Delhi vẫn kiên quyết từ chối cho đến cuối năm 2023 thì Ấn Độ không những không hùa theo phương Tây mà còn gia tăng mối quan hệ thương mại với Nga bằng cách tăng cường nhập khẩu dầu thô đạt mức cao nhất trong tháng 11 vừa qua ở mức 1,6 triệu thùng một ngày. Có thể nói rằng việc Ấn Độ nhập khẩu dầu Nga đã giúp hỗ trợ ngân sách cho Điện Kremlin, làm giảm bớt tác động của các lệnh trừng phạt, gián tiếp góp phần vào sự phục hồi nền kinh tế với mức tăng trưởng ấn tượng là 3,5% trong năm 2023. Thương mại song phương Ấn Độ-Nga kể từ đó cũng đã ghi nhận mức tăng lên tới 50 tỷ đô la vào năm 2023. Còn nhớ vào giai đoạn đầu của cuộc xung đột Ukraine, Thủ tướng Ấn Độ Modi từng nhận xét rằng đây không phải là thời đại chiến tranh và kêu gọi Nga, Ukraine hãy giải quyết xung đột thông qua đối thoại và ngoại giao. Tất nhiên, dựa vào những tuyên bố này của Thủ tướng Modi thì truyền thông phương Tây loan tin rằng Ấn Độ đã quay lưng với Nga. Tuy nhiên, đến giữa năm 2023, khi Nga đạt được tiến bộ trên chiến trường thì mối quan hệ Nga-Ấn càng ngày càng được tăng cường dựa trên 3 yếu tố sau. Thứ nhất, đó là chính sách hiếu chiến của tổng thống Biden ở châu Âu đã khiến cho các quốc gia Mỹ -Là Tình càng ngày càng nghiêng về phía Nga và Trung Quốc, trong khi Ấn Độ cũng là một thành viên của BRICS đang khao khát trở thành cầu nối giữa miền Nam toàn cầu và thế giới phương Tây. Thứ hai, đó là phương Tây có dấu hiệu mệt mỏi vì chiến tranh tại Ukraine và cuối cùng cũng là quan trọng nhất Chính quyền của Tổng thống Biden đã nỗ lực hàn gắn lại mối quan hệ với Trung Quốc. Kể từ tháng 6 năm 2023, các quan chức hàng đầu trong chính quyền của ông Biden đã liên tiếp đến Bắc Kinh để cậy nhờ giới lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc đồng ý tổ chức một cuộc gặp mặt giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Có thể nói rằng bầu không khí quan hệ Mỹ Trung đã được cải thiện kể từ hội nghị thượng đỉnh được tổ chức ở San Francisco vào tháng 11 vừa qua. Gần một tháng sau, vào ngày 21 tháng 12, thì Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Charles Brown, đã tổ chức một cuộc điện đàm với trưởng Tham mưu Liên quân Trung Quốc, tướng Lưu Trấn Lập, sau nhiều tháng hai bên cắt đứt liên lạc. Rõ ràng rằng, sự thay lòng đổi dạ này của chính quyền ông Biden đã khiến cho Ấn Độ cảm thấy bị lép vế trước Trung Quốc. Có một điều kỳ lạ nữa đó là, sự thay đổi địa chính trị này cũng tình cờ trùng hợp với sự kiện một người lãnh đạo phe ly khai chống chính phủ Ấn Độ bị ám sát tại Mỹ các quan chức hoa kỳ lúc đó đã cáo buộc new delhi đứng sau vụ việc và điều đó làm tăng căng thẳng gia tăng sự bất đồng trong quan hệ giữa hai nước có thể thấy rằng chính quyền của thủ tướng modi cảm nhận được khi căng thẳng mỹ trung giảm bớt thì chiến lược xoay trục sang ấn độ dương thái bình dương của mỹ nhiều khả năng sẽ lại bị bỏ xó ông biden sẽ chẳng có lý do gì để lấy lòng ấn độ nhằm đối trọng với trung quốc nữa điều này càng khiến cho những lời tuyên bố của cựu tổng thống trump dường như là có phần đúng ông ấy nói rằng biden là ứng cử viên của mãn châu và Trung Quốc đã sở hữu ông ta, đã trả cho ông ta rất nhiều tiền và giờ đây Trung Quốc đã nhận được lợi ích vì khoản đầu tư đó. Ngoài ra hiện tại thì Nga đang chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến ở Ukraine, cũng có nghĩa là New Delhi không còn chịu áp lực từ phương Tây trong mối quan hệ với Moscow. Như vậy thì Hội nghị Thượng đỉnh Ấn Độ-Nga hàng năm sẽ được nối lại vào năm 2024 sau 2 năm gián đoạn. Ấn Độ cũng đang ở trong vị thế không có gì cần phải giữ kẽ với chính quyền của Biden nữa. Sau khi mà Mỹ đã quyết định thay đổi cách chơi với Trung Quốc. Ngoại trưởng Nga công bố tin tức chấn động. Ngoại trưởng Ấn Độ đến thăm Moscow trong những ngày cuối cùng của năm 2023, đúng vào dịp nghỉ lễ, nhưng mà ông ấy lại được các quan chức cấp cao của Nga đón tiếp long trọng. Điều này cho thấy có một sự kiện lớn đang xảy ra, đó chính là hợp tác quốc phòng Nga-Ấn, vốn từng là điểm tựa trong mối quan hệ chiến lược của hai nước trong lịch sử. Đây cũng là lý do vì sao mà Mỹ liên tục yêu cầu Ấn Độ phải giảm bớt mua vũ khí của Nga và tăng cường khả năng tương tác với vũ khí của Mỹ. Tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Ấn Độ Jai Sanka, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tung ra một quả bom gây chấn động phương Tây. Ông ấy tiết lộ rằng các cuộc thảo luận giữa hai nước đã đề cập đến triển vọng hợp tác kỹ thuật quân sự, bao gồm cả việc cùng sản xuất vũ khí hiện đại. Website của Bộ Ngoại giao Nga vào hôm 27 tháng 12 trích dẫn lời của Ngoại trưởng Lavrov như sau. Chúng tôi đã thảo luận về triển vọng hợp tác kỹ thuật quân sự, bao gồm cả việc cùng sản xuất vũ khí hiện đại. Chúng tôi đã đạt được tiến bộ trong lĩnh vực này. Sự tương tác của chúng tôi đã mang tính chiến lược, đáp ứng được lợi ích của cả hai quốc gia và giúp duy trì an ninh châu Á. Chúng tôi tôn trọng nỗ lực của các đồng nghiệp Ấn Độ nhằm đa dạng hóa quan hệ hợp tác kỹ thuật quân sự. Chúng tôi cũng hiểu và sẵn sàng hỗ trợ sáng kiến sản xuất vũ khí của họ theo chương trình sản xuất tại Ấn Độ. Chúng tôi sẵn sàng tương tác với họ về mặt này với những tuyên bố này của ngoại trưởng nga chúng ta có thể thấy hai nước đang có kế hoạch cùng sản xuất vũ khí điều đó có nghĩa là ấn độ sẽ làm chủ công nghệ để tự sản xuất vũ khí thay vì đi nhập khẩu từ nước ngoài để tăng cường đối phó với các tranh chấp biên giới từ trung quốc cũng như họ có thể tăng cường khả năng gian đe tại khu vực ấn độ dương thái bình dương điều này chắc chắn sẽ khiến cho bắc kinh cực kỳ khó chịu cũng cần phải lưu ý là trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột ukraine ấn độ từng cân nhắc ngừng mua vũ khí của nga do họ lo ngại các lệnh trừng phạt của phương tây theo AP, thỏa thuận mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga đã khiến cho Ấn Độ có nguy cơ bị Mỹ trừng phạt. Còn theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, từ năm 2016 đến năm 2020, Nga chiếm gần 49% lượng nhập khẩu quốc phòng của Ấn Độ. Trong khi đó, Pháp và Israel lần lượt chiếm 18% và 13% thị phần. Trung tướng Dias Hoda là cựu chỉ huy quân đội Ấn Độ cho biết, Ấn Độ không chỉ phụ thuộc vào vũ khí của Nga mà còn phụ thuộc rất nhiều vào Moscow để nâng cấp và hiện đại hóa quân đội của mình. Khi mà nước này tiến tới tự lực trong lĩnh vực quốc phòng, ông cũng tuyên bố rằng Nga là quốc gia duy nhất cho Ấn Độ thuê tàu ngầm hạt nhân. Và liệu có một quốc gia nào khác có thể dám cho Ấn Độ thuê tàu ngầm hạt nhân như Nga hay không? Thực tế là Ấn Độ đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ Mỹ và các đồng minh trong việc đối đầu với Trung Quốc thông qua Liên minh Bộ Tứ Kim Cương, bao gồm cả Mỹ, Australia và Nhật Bản. Tuy nhiên, chính quyền của ông Biden chưa bao giờ thể hiện sự sẵn sàng cung cấp chuyển giao công nghệ cho Ấn Độ. AP đã dẫn lời cựu chuyên gia ngoại giao Ấn Độ Jitendra Nasmizra nói như sau Tôi muốn hỏi những người bạn Mỹ của chúng tôi, các ngài đã cung cấp cho chúng tôi những loại công nghệ phòng thủ nào? Những gì Mỹ đang cung cấp là máy bay chiến đấu F-16 được đổi tên thành F-21. Theo quan điểm của Ấn Độ, F-16 đã lỗi thời. Còn theo thỏa thuận AUKUS, Mỹ, sẵn sàng chia sẻ công nghệ động cơ đẩy hạt nhân cho tàu ngầm của australia nhưng mà lại không sẵn sàng chia sẻ điều đó với ấn độ thỏa thuận aukus mà nhà ngoại giao ấn độ đề cập đến là hiệp ước an ninh ba bên giữa mỹ anh và australia rõ ràng rằng chính quyền của ông biden không tin tưởng việc chuyển giao công nghệ quân sự cho ấn độ nhưng những người nga lại sẵn sàng giúp ấn độ làm điều đó để đối phó với trung quốc ngoài ra hiệu suất vượt trội của vũ khí nga trong cuộc chiến ukraine và ngành công nghiệp quốc phòng nga đang gia tăng tốc độ sản xuất như vũ bão đã đưa Nga quay trở lại với vị thế là đối tác số 1 của Ấn Độ về công nghệ quân sự. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.